Mirinda, ngon xoắn lưỡi. Vui lên nha. Người ấy là ai? Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tập cuối cùng của chương trình Người Ấy Là Ai. Quý vị và các bạn đang theo dõi Người Ấy Là Ai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel và VieON thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí VieON. Và đừng quên, VieON của chúng ta là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Hãy tải ngay VieON để có thể xem trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Đừng quên viewvg.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ của chương trình hôm nay, nhãn hàng Mirinda. Mirinda ngon xoắn lưỡi, vui lên nha. Và đến với chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu quý vị một vị cố vấn rất là quen thuộc của chúng ta, đó là cố vấn Minh Tú. Hôm nay với một trang phục hồng hài nhi rất là dễ thương, Minh Tú chúng ta đã trở về đúng với lứa tuổi. Ok. Và bên trái Trấn Thành đây là một ca sĩ có rất là nhiều bài hit, thưa quý vị, ca sĩ Phương Ly. Đây là lần đầu tiên mà em đến với Người Ấy Là Ai thì không biết tâm lý của em như thế nào? Hiện tại thì em đang khá là hồi hộp và run này, tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà em tham gia game show, mà lại còn game show tình cảm, nên là em hơi run, nên là hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho em nhiều. Ok. Được biết Phương Ly là một người bạn của nữ chính ngày hôm nay. Và nữ chính ngày hôm nay là ai tôi cũng không được biết luôn. Tôi cũng không biết là hai cái người còn lại trong vớt này là ai. Tôi chỉ được biết đây là một cặp đôi rất là hot. Và đây là lần đầu tiên mà họ tham gia xuất hiện chung với nhau trên một chương trình truyền hình. Các bạn có đoán giùm tôi được là ai không? Có biết không? Suy nghĩ coi gần Phương Ly là có ai ta? Em cũng có một cái tên. Bây giờ mình là đưa hình bắt chữ đi. Em nghĩ là sẽ có chữ Châu đấy. Chữ Châu, có một chữ Châu hả? Có khi nào là cặp đôi đang hot Châu Bùi với... Châu Bùi với ai đó đó. Hoặc có thể là Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Và đó là ai ạ? Xin mời. Trời ơi, hú hồn, hú hồn. Tôi đoán trúng. Ây da, cho tôi nổi cái chuyện gà này, trời ơi. Tôi biết là cái bà này không bao giờ mới chịu tham gia cái kiểu này đâu, đây là lần đầu tiên luôn. Xin gửi lời chào đến trọng nhất đến tất cả mọi người. Nói chung là khi mà có một cái điều gì đó bất ngờ và không ai đoán được thì tốt nhất là không nên mời Trấn Thành đoán nhá. Bỏ đi nhá. Đoán hết của người ta rồi. Ok, một tràng pháo tay cho Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Quyên nghĩ rằng là Châu có rất nhiều điều muốn nói, bởi vì là mấy năm trước nhỉ, 4 năm trước phải không? Dạ, 4 năm Châu trước. Đã từng đứng ở sân khấu này. Thì xin gửi lời chào đến cho tất cả mọi người em có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Mùa đầu tiên Châu đến với chương trình với một tâm thế xanh lá. Năm nay thì mình nắm tay mang màu đỏ thực sự của mình đến với sân khấu ngày hôm nay. Nếu ngày trước đây là xanh lá thì hôm nay đây là một xanh lá mà mọi người nên xa lánh nhá. Tại vì màu đỏ rồi, đỏ chót rồi. Em ơi, thì vì sao lần này là Quyên lại coi như là muốn nhờ vì sao thế nhỉ? Câu quen thuộc của chương trình là come out à? Đây, sao lại là come out đấy? Thực ra thì như này, Người Là Ai là một chương trình cho đến bây giờ vẫn chưa hề hạ nhiệt. Nó rất là hấp dẫn và mang rất nhiều những cái điều thú vị mà khán giả đôi khi không thể nào mà có thể đoán được. Cái điều rất thích và tuyệt vời của chương trình Người Ấy Là Ai là cái yếu tố bất ngờ và sự có mặt của Quyên với Châu ở đây. Thực sự hôm nay một điều rất đơn giản thôi Trấn Thành ơi, chứ cũng không phải là Quyên với Châu cũng đâu phải bí mật gì lắm đâu để mà nó đến không, đây nhưng đúng mà không? Lần đầu tiên mà xuất hiện trên truyền hình là đặc biệt đấy, đúng không? Đặc biệt đấy. Trước tiên á, tôi mời 4 vị khách mời về chỗ ngồi trước đi. Rồi tôi sẽ khai thác cái cặp này cho quý vị nghe. Ok, mời mọi người ngồi. Thưa quý vị, tôi xin được phép gọi nhân vật này là Quyên. Bởi vì chúng tôi ở ngoài đời, bạn bè thì gọi nhau như vậy, nghệ sĩ ta phiêu nhau bằng tâm hồn. Hai người thật sự là đã gặp nhau trong trường hợp nào? Cái này tôi chưa bao giờ được biết luôn. Thôi Châu nói đi. Hai bọn em gặp nhau trong trường hợp mà liên quan đến công việc ạ. Nghe bọn em nghe mắc cười luôn. Tôi nổi da gà thì trời ơi. Rồi sao? Đây là một cái dự án mà quay bất động sản. Quyên làm nữ chính thì muốn mời em làm một nhân vật nam chính trong cái dự án đấy. Bọn em cũng trao đổi công việc. Sau đấy thì thôi đưa anh để đi. Ủa gì vậy? Vì không hợp cho lắm. Cái duyên đến là bắt đầu từ một con chó. Ok, chúng ta bắt đầu từ bất động sản và tiến đến một con chó. Ok, câu chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy. Thú vị lắm. Quyên có một con chó mặt xệ. Okay. Quyên nói thiệt là Quyên hầu như rất ít xem story, kể cả Instagram cũng như là Facebook, chỉ thi thoảng có đăng thôi. Ít xem của mọi người ấy. Ok. Đấy. Tự nhiên hôm đấy thấy Châu ở trên story, thật sự tự nhiên lại click vào xem thì thấy Châu đăng một cái câu chuyện về cái con chó đấy. Đúng cái con chó nhà mình cũng có. Cho bắc luôn. Thế xong rồi mình mới comment vô tư thôi. Nói em ơi, cũng đang thích người ta rồi, mình nhìn vào cho nó sao xuyến chứ không tự bấm vào làm gì. Ôi nó nghiêm túc nha, không phải là đây là đang trên sóng truyền hình mấy triệu người xem mà nó ngại đâu. Không phải, không hề. Quyên nói thật là gu của Quyên hơi bad boy một tí nhỉ. Nhưng mà nếu mà gặp đầu thì bạn ấy nhẹ nhàng, bạn ấy nói chung cũng hiền lành. Lúc đầu là bà bị lừa đấy. Thật, bây giờ vẫn bị lừa mà. À thế à? Không, em bị lừa. Tôi thấy là chỉ có khán giả bị lừa thôi. Hai người thông minh quá. Thế tình hình là chị bảo là ô, nhà chị cũng có con chó này đấy, thì Châu cũng thích con này à. Thế sao ô vâng. Thế cái câu chuyện nó phát triển từ đấy, nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều. Mấy tháng sau cứ thi thoảng thì lại nói chuyện một hai câu bình thường thôi. Là cứ thế thì nhiều dần. Thế cứ như thế thôi. Cứ như thế thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Rồi từ bao giờ mình ngưng xưng chị đấy nhở? Ai đề nghị đấy? À dạ không, chả đề nghị cả. Em vẫn nhớ là từ chị em rồi sang thầy cô. À thế còn thầy cô nữa. Vâng. Rồi từ thầy cô bắt đầu lái dần. Xưng tên. Eo ôi, thú vị nhở. Tôi thấy là một cái người phụ nữ được yêu hay không biết liền à. Người phụ nữ hạnh phúc đẹp lắm. Bước ra đường mình cũng thấy được cái hào quang trên gương mặt của họ nữa. Còn cái người phụ nữ không được yêu khổ sở lắm các bạn, nói thiệt luôn á. Sao tự nhiên cái khúc không được yêu anh nhìn em? Không, tại vô tình em nghe cái thắc mắc anh thôi em làm sao vậy? Anh khổ lắm. Thực ra thì Quyên vẫn cứ là một người rất là cởi mở. Tức là mỗi một giai đoạn mình sẽ có sự thay đổi đấy mà mình không biết được đâu. Nói thật với Thành là ở bên cạnh một cái người mà chăm tập đến mức độ cuồng nhiệt mà hơi cũng bị thái quá giống Châu ấy. Châu là một người không bao giờ gay gắt, nhưng mà Châu nhây ấy, mà hôm nào bận để lười muốn nhắc đi tập, nhắc một lần mà chưa tập không bao giờ bỏ qua, giờ tha đâu. Đi tập đi, cứ từ từ thôi. Nào đi lên tập nào. 5-10 phút thôi. Đấy là nó đơn cử trong vấn đề tập thôi. Còn những vấn đề khác Châu cũng thế. Nguyên tắc à? Nguyên tắc. Nhưng mà nguyên tắc tốt mà. Vâng, tốt. Dĩ nhiên là mình quen một người phụ nữ trưởng thành hơn, học được nhiều từ người ta chứ đúng không? Thế là Châu nhận được gì Châu có thể chia sẻ với mọi người? Đối với em thì Quyên như một quyển sách vậy. Khi mà đàn ông đến với một người phụ nữ ấy, nó không chỉ là bởi những cái ngoại hình hay là bởi những cái bề ngoài, mà là mình ở bên cạnh người ta thì mình sẽ học từ tất cả mọi thứ. Nó có cái hay lắm anh Thành. Mỗi một ngày trôi qua thì mình khám phá được những cái điều mới mẻ, làm cho cuộc sống mình cũng trở nên nó nhiều màu sắc hơn, đa dạng hơn. Thế là đúng rồi nhá, tôi thấy là ok đấy. Ok. Thôi cái cặp này quá hợp rồi. Rồi vỗ tay cho cặp này nhá. Phương Ly, em xanh hay đỏ đấy? Dạ, nhân đây chương trình thì em cũng muốn cái tí là em xanh. Xanh em đúng không? Vâng, em xanh. Sao không làm nữ chính nhỉ? Thế là gần nữ chính cho Phương Ly nhá. Ok. Trong 5 người thì kiểu gì cũng phải có ít nhất là 2 xanh, đúng không? Thì nếu mà xanh này lọt sang thì xuống nia. Dạ. Đó, đi. Đấy. Dạ vâng, mục đích chính của em là thế. Bạn em kệ bạn em. Ok. Dạ. Thưa quý vị, Phương Ly là bạn của nữ chính. Rồi chắc chắn là một cái điều đặc biệt nữa là Quyên với lại Châu ngồi ở đây nữa thì tôi nghĩ nữ chính cũng phải là một người khá đặc biệt. Tới giờ tôi vẫn chưa biết người ấy là ai. Vậy thì người ấy là ai? Xin chào, mình là Vũ Thảo My. trưởng thành và bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt năm 2013. Lúc đấy My mới chỉ có 16 tuổi thôi. Thì My đã gặp không ít khó khăn trong việc là tìm kiếm và cân bằng chính bản thân mình so với hiện tại mà My có được. Cho tới bây giờ thì My cũng đã tìm được cho mình hình tượng trưởng thành và quyến rũ hơn để phù hợp với dòng nhạc mà mình theo đuổi. Nhưng mà có lẽ một điều My chưa tìm thấy được, và chắc cũng đã rất là lâu rồi, đó là tình yêu. My từng nghĩ khi một mảnh ghép tìm được mảnh ghép còn lại, đó chính là bởi vì đồng điệu và vì vốn dĩ nó nên thuộc với nhau. Nhưng lâu dần mình lại nhận ra là hai mảnh ghép có khớp với nhau hay không thì còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa. Khi xã hội còn đang giãn cách, nhưng mà chúng mình lại kết nối với nhau về tất cả mọi mặt. Và trong thời điểm đó, lúc mà cả hai đang cùng ở trong một cái gọi là honeymoon phase, có nghĩa là hai người đang rất là yêu nhau, thì My cũng đã từng nghĩ tới chuyện là đây chính là cái người đàn ông cuối cùng cuộc đời mình. Nhưng mà những cái điều mà mình suy nghĩ, những điều mình mong muốn, thi thoảng so với thực tại thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Thời điểm đó thì My đang ở Việt Nam, còn người yêu cũ thì lại ở nước ngoài. Nên là cả hai đứa lúc đấy đều đang đối mặt với rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống. Bị stress, rồi là bị khó tính, rồi là bị cọc tính. Nên là đã xảy ra rất là nhiều những cãi vã. Nhưng mà ở trong những cái giờ phút như vậy, My thì rất là cần anh ở bên cạnh. Nhưng mà anh ấy lại vô tâm khước từ. Và rồi một ngày My đã phát hiện ra là anh ấy đã chia sẻ tình cảm của hai đứa cho những cô gái khác. Một thời gian sau thì anh ấy muốn quay lại, chỉ vì sự khao khát có được một mối tình như người cũ. My thì không thể. My chỉ muốn kết thúc tình yêu này để còn có thể giữ được tình bạn. Nhưng không, anh ấy đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này bằng cách kể về My với những người bạn khác, bằng những sự thật không đáng có trong mối quan hệ. Những bài hát của My thường kể về những cô gái tâm trạng đau buồn khi chia tay. Nhưng lại rất là may mắn, ở ngoài đời thì My không hề như thế. Thực sự không có một mối tình tan vỡ nào lại là một sự lãng phí cả. My rất là biết ơn vì mình đã lại được bắt đầu một cuộc sống mới, được làm những điều mình yêu, được gặp những người mình mến, và lại có cơ hội để đón nhận một người mới với một trái tim trưởng thành hơn. Còn bây giờ, Vũ Thảo My, 26 tuổi, nghề nghiệp ca sĩ, cung hoàng đạo xử nữ, đã sẵn sàng bước chân vào mối quan hệ mới. Ban cố vấn ơi, giúp em nha! Wow, khá bất ngờ. Vâng, xin giới thiệu Vũ Thảo My. Trái đất thật bé nhỏ. Quanh đi quẩn lại toàn người quen thôi. Bình thường anh thấy em rất là sexy. Em chọn dòng nhạc cũng vậy, và cách hát của em cũng vậy. Anh đã nghĩ em là một cái người mà rất là nhiều người theo đuổi chứ. Em có mặt ở đây em cũng hơi ngạc nhiên, thật sự. Chắc là nếu mà nhìn em ấy, thì mọi người sẽ nghĩ là em rất là hướng ngoại. Nhưng mà thực chất không phải vậy. Em khá là khép kín ạ. Thấy em hướng nội nặng chứ không chưa bao giờ thấy em hướng ngoại cả. Em nghĩ là do cái tính cách của mình á, nên cũng sẽ rất là khó để mà mình tự đi ra ngoài, mình gặp gỡ mọi người, mình làm quen với lại nhiều người hơn. Dạ, nên là em nghĩ đấy là lý do vì sao hôm nay em ở đây. Anh với Tú là hướng ngoại nè. Đâu, em cũng... Thôi bà đừng có giả bộ bà. Hướng nội bạc tham thôi mà, cái bạc tham của bà chừng 3 tiếng đồng hồ thôi bà. Thì có giây phút tình thôi, đừng có xạo đi, gặp ai mà được cái tâm sự liền, đừng có xạo. Thương một cái người đàn ông như thế nào sẽ thu hút em? Em thích một người mà kiểu rất là kín tiếng, rồi là sẽ làm nhiều hơn là nói. Sẽ không quá gọi là đưa bản thân mình đi ra ngoài kia nhiều quá. Mà em nghĩ là đấy nó cũng là một cái điểm tương đồng của em á. Đúng. Tại vì xưa rồi em không có chia sẻ quá nhiều thứ của bản thân mình cho mọi người biết. Nhiều khi gia đình em cũng còn không chia sẻ là em đang quen ai nữa. Chỉ có bạn rất thân của em mới biết thôi ạ. Quyên thấy giống Quyên lắm Thành ơi. Không phải là trong quá khứ mình là một người mà bị o ép hay bị u uẩn cái gì đâu mà mình không bộc lộ. Chơi mạng xã hội chỉ cho có thôi và gần như không viết cái gì bao giờ. Đăng hình thì 10 cái giống nhau cả 10. Nhưng không phải con người mình thế đâu, mà là do ở thời điểm đấy mình cảm thấy như thế là đủ. Nhưng ở một thời điểm khác mình sẽ thích bộc lộ nhiều hơn. Khi nào em tự tin hơn nữa và em dám nói đến 70% những gì em nghĩ thì lúc đó em sẽ thoát khỏi cái khung lồng. Không có nghĩa là mình biến đổi, không có nghĩa là mình là một người khác, mà chẳng qua là mình có đủ tự tin để thể hiện điều đó ra ngoài thôi. Thì lúc đó em sẽ khác. Cái người bạn trai cũ của em là người nước ngoài không hay là người Việt mà ở nước ngoài? Bạn trai cũ của em thì là người Úc ạ, mà đẻ ở châu Á là ở bên Malaysia. Bạn ấy mới ở đây được khoảng vài năm thôi. Em thích bạn ấy bởi điều gì? Ấn tượng đầu tiên mà làm em rất là thích ở bạn ấy là một người không hẳn là quá gọi là hướng ngoại nhưng mà lại hài hước, vui tính, dạ đúng rồi, mang cho mình một cái năng lượng như là một đứa trẻ con vậy đó, ý là giỡn như trẻ con ấy, nên là em rất là thích. Vì dịch mà hai đứa phải xa nhau đúng không? Không phải ạ, vì dịch nên là hai đứa ở chung với nhau. À. Và sau dịch là mới bắt đầu xa nhau, là lúc đấy là có bắt đầu cãi nhau. Dạ. Nhưng mà cãi nhau thường nó đến từ những cái vấn đề gì? Em thì bình thường nếu mà yêu vào là em sẽ có những cái cảm xúc nó rất là mãnh liệt đấy. Tại vì với em 1 là 0, 2 là 100. Em hay như vậy lắm nên là nhiều khi em cũng tự thấy em hơi quá đáng ấy. Nên là em cũng thi thoảng em gây sự trước. Nhưng mà bạn ấy cũng là một người mà kiểu tính cũng chưa gọi là trưởng thành hẳn, nên là nhiều khi cũng sẽ chấp em những cái điều đó. Và hai đứa cãi nhau qua lại thì sẽ thành cãi nhau to. Em, cuộc đời mình phải chấp nhận vài sự thật là mỗi một người có một cái nồng độ yêu thương khác nhau. Mình không được lấy cái cảm giác mà mình thương người ta để bắt người ta trả lại y chang như vậy. Là bởi vì có những cái người 15 phút tôi nhớ rồi, có những người phải 3 ngày mới nhớ. Em, cái mình dở là mình chỉ có một cái sự chú ý duy nhất là họ thôi. Cho nên cái nồng độ cảm xúc mình bỏ hết vô họ. Còn họ không có đặt 10 cái trứng vô một cái rổ. Sự chú ý của họ có thể là công việc, bạn bè, những sở thích riêng tư. Em chỉ là một trong những. Nhưng không đồng nghĩa là họ không yêu em. Trong cái mối quan hệ vừa rồi ấy, khi mà em nhìn lại á, thì em thấy là đấy cũng là những cái để mà em rút ra bài học rất là nhiều. Và em nghĩ là kể cả về sau nữa, em mà không rút ra được cái bài học đó là em sẽ học đi học lại liền. Cái câu anh khuyên em duy nhất thôi bé, bé tập thích nhiều thứ đi, để em bớt tập trung vào một thứ. Em sẽ thấy nó đỡ hơn. Dạ, nói thiệt á. Xưa giờ để mà nói về người bạn trai á, thì em chỉ có đúng một người bạn trai là kiểu mình chính thức. Sau này em nhìn lại mới thấy là à, thì ra em bị thiếu trải nghiệm nhiều quá. Sau này khi mà em đủ lớn, em đủ trưởng thành rồi thì em mới nhận ra một điều là wow, thực sự mình phải trải nghiệm nhiều hơn, rất là nhiều. Có những mối tình mình không kể là chính thức nhưng mà nó cũng là cảm xúc đấy. Dạ. Đôi khi những cái mối tình mà nó chỉ là ở cái ranh giới mà giữa nghiêm túc và không nghiêm túc thôi, nó lại làm cho mình nhớ đấy. Thì cứ gom nó lại đi. Thế cứ đứng đi qua nó. Dạ. Cứ hưởng và cứ gom nó lại. Nó đều là những trải nghiệm tuyệt vời. Nói thiệt em nha, em mà quen một cái người lạ đó nha, họ sẽ mang đến một cái thế giới khác. Nhiều khi âm nhạc của em sẽ thay đổi luôn. Dạ. Meeting and đi. Em thấy là ôi, sau những cái mà mối tình hoặc là những cái người mà mình gặp mà người ta không theo như ý mình ấy, thì tự nhiên em lại có rất là nhiều cảm xúc để mà em viết nhạc. Em tự cảm thấy em rất là may mắn khi mà tự nhiên mình có được một cái khả năng lấy những cái trải nghiệm đó để mình mang vào sáng tạo nghệ thuật. Anh nghĩ là chỉ cần mình nhận ra thôi thì trước sau gì mình cũng sẽ có được. Với tư cách là một bạn thân thì Phương Ly có lời khuyên gì cho bạn mình không? Em với My thì cũng cách xa nhau vài tuổi đấy, nhưng mà bọn em chơi thân với nhau chắc cũng được gần 10 năm rồi. Gần 10 năm với nhau rồi, từ ngày mà My còn bé xíu, mười mấy tuổi. Nhưng mà trong cái cá tính cũng như là tính cách của My thì My rất là trưởng thành. Đôi khi là My còn đưa lời khuyên ngược lại cho em nữa. Theo em nghĩ là My rất là xứng đáng để mà có được một người bạn trai tuyệt vời đến với My. Thế nên là bằng một cách nào đấy thì hôm nay em ngồi ở đây, thường thì em rất là sợ lên chương trình truyền hình thực tế, nhưng mà vì My thế nên là hôm nay em đã ngồi đây là hy vọng là sẽ tìm được một nửa hoàn hảo cho My. Ok. Cảm ơn chị Ly. Em muốn chia sẻ góc nhìn của người hướng ngoại. Hướng ngoại phải không? Rồi, ok. Tú thì thường là người thích năng lượng, thích trải nghiệm rất là nhiều thứ, thích đi du lịch. Ngày xưa Minh Tú cũng bị giống như ở một điểm, đó là khi mà mình nghĩ là mình sẽ thích cái gu này thì nó sẽ là gu này. Cái đến một ngày Minh Tú lại cho mình bước ra khỏi cái vùng an toàn đó, là mình thử những cái gu mình nghĩ là chưa bao giờ mình thích. Ví dụ như là người nước ngoài, ví dụ như là làm văn phòng, một cái người mà không có thú vị, họ làm về máy móc thì họ sẽ khô. Nhưng mà từ đó thì mình cũng sẽ thấy ra được những cái góc nhìn khác. Họ sẽ an toàn, họ sẽ chờ đợi mình, họ sẽ thay đổi mình khá là nhiều, bởi vì cái sự bền bỉ đó của họ. Và mình phải cho mình cơ hội dám trải nghiệm thì mình mới thật sự biết được cái đích đến của mình, cái người mà thực sự nó phù hợp với mình. Mình yêu họ, họ cũng phải thương mình. Dạ, em cảm ơn chị Tú rất nhiều. Thật xin anh Thành. Người đàn ông muốn khuyên em nè. Dạ. Anh cũng chỉ khuyên em ngắn thôi, nhưng mà trong cái thời điểm này thì có lẽ là cái gu của em hiện tại là đối với em là hoàn hảo. Nhưng mà đôi khi tình yêu ấy, chúng ta chỉ cần thả lỏng mình ra, nên học và tìm kiếm những điều tuyệt vời nhất từ những người không hoàn hảo. Ô, câu này hay nhỉ? Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Mình tìm những điều tuyệt vời từ những người không hoàn hảo. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra em cũng luôn luôn rất là cố gắng để mà thoát mình ra khỏi một cái hình mẫu mà em tự đặt cho mình. Mình nghĩ là phải như vậy thì mới là ok. Nhưng mà thực chất khi mà có những cái giây phút mà em tự thả lỏng ra, em suy nghĩ, em nhìn lại, em phản chiếu lại thì em thấy là khắt khe quá cho chính bản thân mình cũng như là những cái người đến với mình. Nên là ngày hôm nay em đã bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Là em đã dám hơn một chút xíu. Ok là đấy. Và em đã dám bước vào thế giới của Người Ấy Là Ai chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. Ok, chúng ta sẽ gặp lại sau vài phút giải lao. Người ấy là ai? An Lạc Truyện, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VieON. Những danh cao huyền thoại, những ngôi sao nổi tiếng, danh tính của họ không ai biết. Họ là ai? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. The Masked Singer Việt Nam đã trở lại. Ôi, hay quá. Trời ơi, cái này là độc nhất vô nhị rồi đó. Tấp tiền. Thôi đừng hỏi em, hỏi ai chắc chắn. Trời em, anh Thành ơi, em không biết rồi. Khu vực của anh Thành. Anh khoanh vùng rồi đó anh. Thôi đừng làm áp lực tôi. Hãy để tôi bình tĩnh lại một chút. Năm nay tao không ai tự tin hết vậy. Không được. Dạ thưa cô. Phương ơi, tự trọng. Cô em không nhớ tên đẹp nên em chỉ muốn. Không có vậy được. Thứ bài. Rồi lấy luôn bài luôn. Hết thời gian, rồi. Cho anh xin một cơ hội cuối. Tuần sau đây cũng là lần đầu tiên em tham gia. Không có xin thỏ gì hết. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu Tim Nguyễn. Xin giới thiệu Hayden Pham. Xin giới thiệu Hiếu Vũ. xin giới thiệu Minh Tiến. Và Trần Trọng. Wow. Cái ông cuối giống Lâm Bảo Châu quá ha. Quyên vừa hỏi là có nhớ cảm giác đấy không? Đi ra ấy. Em ơi, cái nụ cười giống nó sao ấy nhỉ? Chúng ta sẽ tìm hiểu anh đầu tiên. Hello em, anh là Đông Thương. Mọi người thường gọi anh là Tim Nguyễn. I'm from India. Ý anh là in your heart. Tuy mang hai dòng máu Việt, Pháp, nhưng anh lại sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Và anh chọn Việt Nam để sinh sống và làm công việc thầy giáo dạy tiếng Anh. Học sinh của anh cũng đặc biệt lắm. Họ rất là dễ thương. Khi về học, mọi người thường gọi anh là thầy. Nhưng sau hôm nay em hãy gọi anh bằng anh yêu để tăng thêm chút lãng mạn nhé. Anh thích nhiều thứ lắm, quay TikTok nè, đi từ thiện nè, anh thích đi du lịch nè. Nhưng cái quan trọng nhất là anh thích health và fitness. Hiện anh và vài người bạn đang xây dựng một trò chơi về mảng sức khỏe. Lý do anh thực hiện dự án này bởi vì một cây làm chẳng nên non. Nhưng tụi anh chùm lại, căng tràng rất ngon. Oh sorry, căng tràng dáng ngon như Mirinda soda can. Ba tháng trước anh mũm mĩm giống bà bầu vậy đó. Nhưng nhờ chơi trò chơi này á, thì anh đã nhận được một cái body cũng khá là ok la rồi. Anh là Tim, nhưng anh không cách xa em một vòng trái đất. Anh ngồi đây, còn em ngồi đây. Bên cạnh nhau, nếu em chọn anh. Sao mặt giống nhau thế? Nhìn ra. Có tướng đó, vừa gì tôi thấy là con cái gì đó dính líu đó nha. Em thấy người đàn ông này nè, thích mang niềm vui đến cho mọi người. Cái thứ hai là ảnh thích làm thiện nguyện. Cho nên là trái tim của người đàn ông này sẽ ấm áp và đủ lòng bao dung. Anh này cũng có cái đồng hồ cũng đẹp. Cái người này là cái người biết thưởng thức cuộc sống. Yeah, sành điệu, có gu thời trang. Dòng này Minh Tú cảm thấy là anh này phù hợp. Ok, Tú màu xanh. Xin mời bạn thân. Em thì em thấy anh ấy dễ thương. My nhìn là em thấy cũng hấp hái rồi đấy. Nhưng mà anh ấy thì như Tú nói là anh ấy cũng đi thiện nguyện này, anh ấy làm thầy giáo nữa, anh ấy còn làm game nữa, thì chắc là anh ấy sẽ không có dành quá là nhiều thời gian được cho My được. Muốn hay không là dành được hết. Em sợ là bạn em thiệt thôi. Cứ tự sắp xếp. Thế thôi, dắt về luôn. Rồi em chọn luôn này. Rồi. Màu gì? Được em My ạ. Chứ mặt cứ xanh trước. Dạ vâng, cứ xanh trước rồi. Rồi, Châu. Trước tiên thì về ngoại hình cũng đã lọt vào mắt của My rồi. Cao to, sáu múi ấy. Về nghề nghiệp thì bạn ấy là thầy giáo với cả những cái hoạt động mà... Ủa? Hả? Cầm màu tím lên người ta vậy? Bình tĩnh lại Hồng Hà Nhi à. Về tất cả các hoạt động thì bạn ấy là một người khá là năng động. Bạn ấy có thể truyền cho My những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Nhưng mà thì trong cái clip đấy thì em thấy có một cái gì đấy nó hơi tím nhẹ. Quyên thấy giống Châu nha. Quyên là người bắt tím rất kém nha. Nhưng mà bạn này mặc dù vui vẻ nhưng mà cũng sao cứ tím ấy. Thường mấy người mà sinh ra lớn lên ở bên nước ngoài họ cũng điệu vậy á. Hoặc là do mấy chị em nhìn kiểu sáu múi này kia mê nên là không biết gì nữa rồi. Mà em cảm thấy là có duyên. Vậy người ta đưa màu tím lát ta sai chuyện của người ta. Tùy theo cảm nhận của Châu đi. Em thì vẫn có một tí liên quan đến tím. Nhưng mà thực sự là bạn ấy rất là hay. Nên em vẫn muốn là có một cái tia hy vọng nào đấy. cảm nhận của Quyên đó là bạn ấy có một cái gì đấy rất là đạo mạo này, bạn là một gương mặt rất là đàn ông. Cái mà làm cho mình cảm thấy là hơi nghi ngờ màu tím ấy, tại vì là cái hành động của bạn ấy thôi là bạn bị kiểu hơi điệu, hơi điệu điệu một tí. Nhưng mà Quyên nghĩ sao Quyên cứ dơ đi, không việc gì phải theo màu xanh cả. Đây là lăng tăn thì cứ màu tím. Mình hy vọng màu xanh em Minh. Ok là quý vị khách nhà nghĩ sao ạ? Trời ơi! Wow! Wow! 99% độc thân. Xin thông báo với các bạn, đây là con số bình chọn cao nhất từ trước đến giờ trong lịch sử Người Ấy Là Ai. Ngon lành! Bây giờ chúng ta hãy chuyển nhẹ sang bên khu vực công sở số 2. Mà lúng đồng tiền. To farm, tengo hambre, tengo pa, wo ưa là, hồng thô ngỏ. I'm starving. Anh đói. Đó là câu anh có thể nói bằng 7 ngôn ngữ. Mà đói thì phải ăn, cũng như yêu là anh sẽ nói. 7 ngôn ngữ. Wow, wow, 7 ngôn ngữ nha. Wow, kinh hoàng à. Rồi, đây nhà Lệ Quyên đây. Anh là Vũ Trung Hiếu, cổ đông của một thương hiệu trang sức kim cương cao cấp. Anh tin mình là một sản phẩm Việt hiếm có, khó tìm và cao cấp bậc nhất trong ngành chế tác trang sức. Và sẽ chẳng ngần ngại nếu anh đặt mình vào bản đồ cạnh tranh với các ông lớn trên thế giới. Nhưng kim cương không phải là thứ cứng nhất mà anh sở hữu. Và nếu em không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì anh sẽ cho em yêu ngay từ miếng đầu tiên. Bởi vì anh có kinh nghiệm và niềm đam mê to lớn với ẩm thực. Sự đa dạng về phong cách ẩm thực là nguồn động lực lớn nhất để anh vòng quanh thế giới và trải nghiệm. Điều cuối cùng, anh là trai Hà Nội. Em có biết em và Hà Nội giống nhau ở điều gì không? Đó chính là đều được anh yêu nghìn năm. Hãy cho anh cơ hội em nhé. Oh my God. Nói chung là cực kỳ đồ sộ nha. Cực kỳ lóng lánh. Cực kỳ lóng lánh. Nói chung là mình lạ lắm. Trong mọi trường hợp mình đều tỉnh táo, nhưng mà cứ thế lấp lánh là mình không lấp lánh táo, cái gì mình lu mờ lên. Mình là mình loạn hết cả lên rồi. Đồ thôi chứ thực sự là bạn ấy cũng là một người khá giỏi trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Nhìn bạn ấy là thấy có một cái gì đó rất gia đình, bạn ấy hơi nghiêm túc, chỉn chu theo cái kiểu đúng là Đông Bắc ấy. Quan trọng là xanh hay đỏ. Bạn này xanh nhá. Châu có giống Quyên không? Em thì lại suy nghĩ nó đúng. Em cũng suy nghĩ nó cũng hơi đỏ đỏ một chút. Đấy, tại vì đàn ông Bắc mà lấy vợ sớm mà công việc cũng khá là chắc như kim cương đấy. Nhưng mà ẩm thực ấy, thì em thấy để ý hai chị em Vỗ Tay có vẻ rất là thích kiểu ẩm thực ăn uống cùng. Nên là em vẫn có tia hy vọng vòng đầu tiên em sẽ độc thân. Này nha, Ni ơi. Dạ, theo quan điểm của em thì bạn ấy là một người rất là tinh tế, rất là điềm đạm. Khi mà làm vì kim cương thì em cũng thích là bạn mình. Tương lai cũng thích cả bạn. Tương lai cũng ok. Nhưng mà em có một cái linh cảm thì hơi ngả sang tím một chút xíu. Thì em cứ dơ bảng của em thôi. Sao em lại gật nó như nào? Được thoải mái đúng không anh? Thoải mái chứ. Em là màu tím ạ. Ok là mời Tú. Em thì tự nhiên chị em thấy mắc cười. Sao? Thì cứ nói thiệt thôi chứ giờ trái tim mình sao thì mình nói vậy có gì đâu. Bạn này là có một cái sự nghiệp ổn định nè, một người rất là nguyên tắc. Nhưng sao nhìn vào nụ cười. Và những cái hành động ngón tay và trong những cái ký ức lịch sử của em thì em có một đoạn lướt qua cấn đoạn, đúng rồi, cấn nhưng mà anh này nhìn My hoài, còn anh này ảnh nhìn em hoài à. Mà ảnh nhìn anh số 2 á Nhiều khi anh... em anh nói là... Không phải, ảnh nhìn em theo kiểu là kiểu là đừng giật mặt nha. Còn anh số 3 là cứ nhìn chị Quyên hoài. Lâm Bảo Châu phải nhìn Lệ Quyên rồi. Thôi em nghĩ dòng này em cũng muốn để cho độc thân dễ đi. Quý vị nghĩ sao ạ? Rồi, xin được trân trọng nói với anh Trần Trọng. Chào em, anh là Trần Trọng, anh đến từ Hà Nội. Hiện tại anh đang làm kinh doanh và sáng tạo nội dung về mặt thời trang. Wow! Là một chàng trai cung Thiên Bình, anh có rất nhiều sự trải nghiệm và trí tưởng tượng để tạo nên những sản phẩm chất hơn nước cất. Và sản phẩm hôm nay anh muốn mang đến cho em đó chính là con trai của bố mẹ anh. Ngoài thời gian làm việc, anh thường dành thời gian ra để luyện tập Muay Thái. Bộ môn này không chỉ cho anh một sức khỏe tốt, phản xạ nhanh nhạy, dứt khoát trong từng động tác, mà còn rèn luyện về tinh thần và cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Wow. Anh nghĩ một người đàn ông có thể kiểm soát tốt về thể chất lẫn tinh thần thì có thể mang lại được một năng lượng tươi vui và thoải mái cho người đối diện mình. Em biết hôm nay em và Muay Thái giống nhau ở điểm gì không? Em và Muay Thái đều là điều mà anh muốn theo đuổi. Đối với anh, công việc và cuộc sống khá là tương đồng. Anh là một người thích sự sáng tạo và có tư duy rõ ràng, nên anh luôn biết điều gì cần, anh sẽ ưu tiên trước. Và hôm nay, em chính là sự ưu tiên của anh. Ơ kìa, không phải chị nói trước không? Đây này, Quyên đang bức xúc kìa. Em ơi, trên clip em mặn, em đàn ông, em mạnh mẽ và em có sức hút lắm luôn đấy, em có biết không? Ừ, mà tại sao em cứ đứng như thế này là thế nào? Lúc nào em cứ đứng một cách kiểu em làm sao đấy? Bung tay ra nào. Em bình thường như trên clip thì ra nào? Em bình thường như trên clip thì ra nào? Đời! Đời! Em như thế thì sao? Em ôi ra cứ đứng trước mặt mẹ vợ đấy. Nước lắm. Chân tay thừa hết, khổ thất. Lúc đầu vì đứng hơi khép nem nên mình tí để cho bạn tím. Là màu tím. Nhưng mà khi mà xem qua cái clip thì mình thấy là hầu như là những người đam mê võ thuật thì không thể nào màu tím được. Bởi vì đấy là một bộ môn mà sẽ bị tím mắt này, tím mũi này, xong rồi tím hết chân tay này. Cho nên là nó sẽ nép màu tím. Khi bạn nói chuyện, bạn giao lưu qua clip ạ, cái mặt bạn ấy cương nghị và bạn ấy kiểu mạnh mẽ. Nó như thế bạn ấy. Đúng ra là vậy thì màu gì? Bạn này dễ đỏ nha. Tôi thấy là bạn này dễ đỏ. Bạn ổn định lắm. Bạn ấy bị kiểu ngại khi mà đứng ở sân khấu thôi, chứ không phải là bạn ấy là người như thế này không à. Như vậy gặp 4 chị em mình nữa đi người ta thì cũng đưa cái màu trước đi. Mọi thứ của bạn thể hiện nó rất là kiểu người đàn ông đã ổn định rồi đó, trong cái hành động, rồi cách bạn nói chuyện, cách bạn cười. Em thì em cảm giác là bạn này đã có chủ. Bạn đỏ đấy. Anh đang nhìn em nè. Vẫn xanh. Vâng. Châu xanh nhá. Em cũng hơi suy nghĩ một chút xíu, nhưng mà thôi cho độc thân đi ạ. Em cho bạn em cơ hội thôi ạ. Ok. Các bạn nghĩ sao ạ? Bạn số 4 nè. Đối với em, điều gì là quan trọng nhất để thành công? Đối với anh, đó là sự kỷ luật. Anh tự ép mình vào khuôn khổ và xây dựng lối sống kỷ luật cùng với các kỹ năng đội nhóm, và anh mang tinh thần đó lan tỏa tới cộng đồng. Anh là Minh Tiến, một huấn luyện viên kỹ năng mềm. Đồng thời, anh cũng là một nhà sáng tạo nội dung. Anh mặc gì cũng được, nhưng sẽ không mặc kệ em. Tinh thần sảng khoái và vui tươi giúp cho việc sáng tạo nội dung đạt hiệu quả tối ưu nhất. Ngon xoắn lưỡi. Dù bận rộn với công việc, nhưng anh vẫn dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Bia là môn thể thao anh lựa chọn để rèn luyện thêm tầm nhìn, trí nhớ và sự tập trung của mình. Người giỏi chơi bia là người giỏi cầm cơ. Còn chinh phục em thì anh cần đúng thời cơ. Chuyện tình của anh như một ván bia, được thì em ăn cả, không thì ngã về anh. phiêu lưu trên những chuyến hành trình còn là một trong những sở thích của anh. Anh đã nhìn thấy núi, biển và có thể thấy cả Việt Nam. Nhưng giờ đây anh chỉ muốn thu nhỏ tầm nhìn lại để trong mắt chứa toàn hình ảnh của em. Cho anh cơ hội em nhé. Xanh hay đỏ? Bạn này nhìn thế nhưng mà lại không đỏ nhá. Tôi thấy xanh đấy, bạn này mà hợp mi đấy. Anh nhất thích cái lúc mà bạn huấn luyện với một cái đội gì không? Quên mất tên rồi, nhưng mà đội đấy toàn những người men hết. Đấy là một điều chắc chắn. Vào cái đội này không thể là không men được. Không thích nhở, nhìn hay. Lao lực như thế. Nói một lần nữa là bạn này rất là mạnh mẽ và đàn ông. Xanh đáng đi. Yêu. Xanh. Xanh nha. Xanh. Còn em thì khi mà xem clip ấy sẽ có những một số cái hint của chương trình gài vào, như là một cái khung mà màu đỏ này đấy, xong rồi sẽ có một cái chai màu tím. Sau một khoảng thời gian năm đầu tiên em có nằm vùng ở trong chương trình thì em cũng biết là biên tập chương trình hay cài như thế để đánh lạc hướng mọi người, nên thành ra là chắc chắn bạn này màu xanh. Còn về thứ hai thì từ đầu chương trình đến giờ em có để ý 5 bạn thì bạn này để ý bạn My nhiều nhất. Cái lúc mà giới thiệu clip ấy mà My lúc nãy cũng có nhìn bạn ấy cũng cười với nhau đấy. Còn không? Kìa nhanh thế. Một chút rồi, một chút. Ôi. Đó, ok, vậy là màu xanh à. Đã mời Quyên rồi còn mời Châu nữa. Đã mời Quyên rồi còn mời Châu. Phương Ly thế sao? Em sẽ là màu xanh ạ. Phải xanh thôi. Dạ vâng, phải xanh thôi. Mà hồi nãy lúc đầu My nói là My sẽ thích một người mà kiểu cao hơn My, có thể cõng My, thì mình tôi nghĩ là trong 4 người này thấy cái người này là cái mạnh mẽ, cơ bắp, có thể cõng được. Mimi có thể đứng lên đứng gần bạn anh chị xem. Chưa được, rồi cái gì mà Mimi muốn gả con gái luôn cho bà này. Phải từ từ vào. Rồi, ok. Màu gì Hồng Hà Nhi? Em sợ bạn này đã có chủ à, tại vì bạn này đi huấn luyện hoài à. Ủa, lắc đầu kìa. Lắc đầu hả? Phản ứng liền với em luôn á, Tú. Rồi ok, vậy thôi bỏ con. Dạ, giờ chị sợ em. À, hồi nãy cái lắc đầu đó, biết hàm ý là gì không? Đừng để em phải đụng tay đụng chân nha. Đừng để em phải đụng tay đụng chân nha. Đừng để em phải đụng tay đụng chân nha. Từ đây đến cuối ngày hôm nay em đưa xanh hết luôn anh. Cho dù mà anh có tím hay có đỏ thì em bỏ cái sĩ diện của em đưa xanh hoài luôn. Các bạn nghĩ sao ạ? Anh đúng rồi, từ đầu giờ 4 người nào cũng xanh hết mà cũng ngon luôn, 98% cũng quá cao luôn. Ồ, còn cái anh kế bên này nhìn anh doanh nhân quá. Korea. Anh là ai? Nếu ngọ thấy một cô gái đẹp thì ngọ sẽ nói gì? Tập trung bớt cười. Nếu ngọ thấy một cô gái đẹp thì ngọ sẽ nói gì? No. Very good, đúng rồi. Nếu ngọ thấy một cô gái đẹp thì ngọ sẽ nói gì? Anh muốn lấy em. Hello em, tôi có mạng là Hayden Pham. Hương Quảng nhân. Tôi là Nhật Bản, Hong Kong nhân, cùng Nhật Bản, Việt Nam nhân. But I was actually born and raised in England. In Vietnam, I'm the investor of a sportswear brand and I also own 2 more companies in Canada. Learning and reading are really important to me. And I try to do it on a regular basis. Anh bây giờ đang học tiếng Việt. Có ngày có không máy sắt, có ngày có không máy sắt, có không máy sắt, có ngày có Liên Kim, có em. In my life, I have traveled to about 40 countries and lived on 4 different continents. However, after visiting Vietnam for the first time, I now call it my home. It's my quê hương. I always wanted someone to travel around the world with and have fun together, but also someone who I can chill at home. When I travel, I love going on wine tastings. They say there are 2 things you never forget, your first glass of wine and your first kiss together. Em ăn thôi chưa nhỉ? Nếu rồi thì làm một ly. Cho anh cơ hội em nhé. Bạn này mới ca khó này. Lý có thích tề về bè không Lý hả? Em một chút thôi ạ. À, Lý có bao giờ quen người Hoa chưa? Dạ chưa. Cái này là một lần là để trải nghiệm ha. Có thể. Là Hồng Kông á, đồ ăn cũng ngon lắm à. Xin sẽ còn Trung Văn, sẽ còn Thằng Hoa. Wow. Và tôi rồi còn Yên Mạnh. Việc giúp bạn này. Hỏi ảnh là ảnh có nói nhiều tiếng Hoa hay không? hay là đa số nói tiếng Anh thì anh nói là đa số nói tiếng Anh thì không thành vấn đề với My rồi. Dạ em nói được tiếng Anh đó. Nếu mà anh muốn học tiếng Việt thì em giờ em cũng học tiếng Cái anh này anh cười lên anh dễ thương dễ sợ luôn. Trong clip nhá, bạn địch đàn ông hơn, bạn cũng hấp dẫn hơn. Thôi cho tôi quay xe để tôi theo ông này, tôi thích ông này quá. Bạn này cũng dễ thương, tủm tỉm, đáng yêu mà vui vẻ. Bạn này sẽ ở ngoài đời sẽ là người hài hước này. Màu gì? Vui vẻ. Nói chung chẳng nghe tôi nơi trời chưa có gì, mỗi một cái đỏ đó, xanh. Chán thật sự luôn, phải dơ đúng bảng đi chứ toàn là mà cứ. Không, bạn này cũng xanh mà. Bạn này nhìn kiểu rất muốn hấp dẫn bạn nữ ấy. Đúng là Lệ Quyên phải cần phải Lâm Bảo Châu để cho nên là cân bằng lại chứ cái gì cũng màu xanh không được. Châu tỉnh táo hơn nào. Em nhìn bạn ý em cứ thấy có gì đấy hơi đỏ một tí. Lại đỏ. Đấy lắc đầu kìa. Đấy chắc. Đấy phản ứng của em đấy. Riêng câu đỏ là hiểu. Em ở trên sân khấu này rồi nên thành ra là nghe đỏ là xanh tím mà mình có thể phản ứng được. Thế nên là suy thôi xanh. Xanh đi ha. Ê Mặc quyết tâm nha. Mặc có vẻ là tới để tìm bạn gái thiệt á. Thấy sao Hồng Hòa Nhi? Chị Ly chứ đi, em đang chiêm nghiệm cái tác phẩm này. Em thì bạn em vừa nháy mắt cho em rồi. Nên là em sẽ chọn độc thân ạ. Em thấy anh này đi du lịch khá là nhiều, chụp hình cũng rất là nhiều. Thì không thể nào mà anh tự chụp một mình được. Biết đâu xưa thì có đi với bạn gái hay là gì đó, bây giờ người ta độc thân. Anh người Hồng Kông, lớn lên ở Anh Quốc, về Việt Nam. Tại sao lại chọn Việt Nam? Rồi tại sao start up ở Việt Nam? Rồi tại sao lại học tiếng Việt? Chắc chắn another one is Vietnamese. No, cái lắc đầu này không có hù dọa được tôi đâu. Em chọn màu đỏ. Ok, chính kiến. Quý vị có nghĩ ông Tú không ạ? Ồ, đấy. Đó, từ nãy giờ mới có con ca gây tranh cãi nè. Tại vì vòng đầu xài cái quyền đó, vòng này tôi thấy rất là hoang phí. Cho nên là mình hỏi thẳng luôn nữ chính đi. Là ngay bây giờ em hãy cho anh biết tên của một người đàn ông mà theo em là chưa phù hợp nhất với em. Từ nãy đến giờ em cũng có quan sát rất là nhiều. Và công nhận ngày hôm nay là chương trình làm khó em thực sự luôn ấy. Tại vì nãy giờ em ngồi em cũng không biết là ai màu xanh, ai màu đỏ hay là ai màu tím hết. Nhưng mà để mà nói là em có một cái suy nghĩ nổi bật ra nhất ấy, thì em thấy là ở đây có một anh ấy đã ổn định ấy. Là anh Trần Trọng ạ. Bây giờ bạn vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện nhé. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Cảm ơn các bạn. Bé ơi, bằng một cái phương pháp nào mà em biết được ảnh màu đỏ gì cưng? Tại vì em thấy anh một năng lượng gọi là kiểu năng lượng một người bố ấy. Ok, mời các bạn dơ bảng màu nào. Đây, ta tập. Mình có thể đổi ý được. Mọi người muốn đổi à? Đỏ thẫm luôn ha. Mời bạn. chính xác. Chắc chắn chưa? Chào tất cả mọi người, em chào anh Trấn Thành. Em là Trọng, đang làm việc tại Hà Nội ạ. Đỏ thật không? Dạ vâng. Em là đỏ dạng gì? Dạng người yêu hay là vợ? Dạ người yêu ạ. Có dẫn đến không? Dạ hôm nay có. Đâu? Nói để yêu thương tìm lối tình được nhau trong bao giây phút mong đợi. Dẫu cho anh là ai hay để ta nhìn thấy nhau, người sẽ khiến. Eo ôi, thật sự luôn, tôi cảm thấy cái cặp này này trước sau gì cũng cưới. Có dự định gì chưa? Tính đến năm nay thì bọn em đã yêu nhau được 8 năm rồi. Bọn em đã yêu nhau được 8 năm rồi. Hả? 8 năm, 18 tuổi. Nhưng mà trong cái quá trình yêu nhau ấy, mà em đi lính 30 tháng. Cái lúc mà em đi lính thì em với người yêu em mới yêu nhau được 6 hay 7 tháng, 7 tháng. Thì em cũng không có xác định là người yêu em đợi được em. Mình cũng không hy vọng. Nhưng mà thôi cứ niềm tin thôi ạ. Yêu nhau từ tuổi đôi 9 đến năm nay 8 năm sau là 26 tuổi rồi. Mối tình đúng nghĩa là thanh mai trúc mã luôn đúng không? Dạ vâng. Tình đầu luôn. Dạ. Trời đất ơi. Từ cái lúc mới quen ấy, thì bọn em đã xác định là sẽ đi với nhau lâu dài. Bởi vì em cảm thấy anh là một người rất là tốt và có tính trung thủy. Hiện tại thì em đang cảm nhận như vậy ạ. Tại sao em gửi anh tới đây? À dạ thì... Người yêu em muốn em tới đây để cho tất cả mọi người biết là em rất là yêu người yêu em. Người ta gọi là đóng dấu chủ quyền đấy đúng không? Dạ vâng ạ. Thực ra 8 năm thì đã là một cái câu trả lời rồi em ạ. Bởi vì rõ ràng 8 năm đối với cuộc sống hôn nhân nhá, nó cũng là một cái khoảng thời gian đủ dài. Bởi vì thường thường khi người ta thân quen với nhau quá ấy, người ta hay bỏ quên rất nhiều thứ. Nhưng mà các em vẫn nồng nàn với nhau như thế này và muốn tất cả mọi người đều biết điều đấy. Thì chị nghĩ rằng là bọn em sẽ ở bên cạnh nhau rất nhiều lần 8 năm nữa. Chị cũng mong là như thế đúng không? Vâng, em cảm ơn chị ạ. Mà có dự định gì với nhau chưa? Dạ, dự định thì nhiều lắm em ạ. Nhưng mà hôm nay em đến chương trình thì em có một cái dự định lớn nhất của đời em. Anh biết là những cái lời nói anh nói sắp tới đây thì anh chưa bao giờ anh nói. Tại vì anh là một người khá là khô cứng. Cảm ơn em vì đã lựa chọn anh, thay đổi anh từ một thanh niên nổi loạn trở thành một người đàn ông của gia đình. Trong suốt cái quá trình sự nghiệp của anh, thời gian anh vất vả nhất, áp lực nhất, em vẫn luôn ở bên và hỗ trợ, ủng hộ anh. Và cảm ơn chúng ta đã cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của nhau. Anh nghĩ là không có thời điểm nào mà thích hợp hơn thời điểm hiện tại để anh làm cái việc này cả. Người yêu em lại thích hoa hồng. Nhưng mà các kỳ lễ thì người yêu em bảo em là anh mua một bông tôi cũng được. Nhưng mà hôm nay và từ về sau nữa, bao nhiêu anh cũng có thể bù đắp cho em được. Em có chấp nhận này không? Em chấp nhận ạ. Chấp nhận phải suy nghĩ 10 giây chứ. Thì mà nhà anh ra hỏi lại này, 8 năm rồi bắt suy nghĩ 10 giây làm lại này, mình phải có giá lên. Anh có đồng ý sẽ yêu thương em cả đời không? Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em sẽ anh dành tất cả những gì anh có để dành cho em. Vậy thì em đồng ý. Anh có yêu em không? Chúc mừng hai bạn. Cứ ai yêu nhau được là tôi mừng cho người ta thôi. Không phải là chỉ là người ta hạnh phúc mà mình nhìn mình cũng thấy hạnh phúc lây đấy. Và trong cuộc sống thì hãy truyền cho nhau những cái năng lượng yêu thương như vậy. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, đúng không ạ? Trước khi chia tay sẽ nói một lời gì với lại Thảo My ha? Chào bạn My, bạn là một cô gái rất là xinh đẹp. Mình chúc bạn trong ngày hôm nay sẽ tìm ra một người phù hợp với bản thân mình nhất. Cảm ơn anh Thành. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Cái nét cái kiểu công chúa hoàng tử. Sao? Ngày xưa Lâm Bảo Châu có cảm ơn Lệ Quyên vì đã biến anh thành một chàng trai nổi loạn trở thành một chàng trai của gia đình không? Bạn này là một người rất là khác với những cái gì mà mọi người nhìn thấy bạn bên ngoài. Bạn là một người rất thích những trò chơi mạo hiểm, rất thích những cái thứ mà nó hơi khó khó một tí. Thì bạn mới chịu nổi Quyên nhá. Ok là đầu tiên chúng ta đã chọn đúng vòng 1 rồi nhá. Yeah. Chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng 2 sau vài phút giải lao ạ. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn. Tôi là cố vấn của The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Quý vị đang trở lại với Người Ấy Là Ai ở vòng thi thứ 2. Không biết là nãy giờ bạn cố vấn có một chút xíu đói bụng không ạ? Đói ạ. Anh sẽ cho em ăn ngay bây giờ. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái bánh. Và cái bánh gì thì lát nữa quý vị sẽ biết. Ở đây chúng tôi có 4 vị. Đầu tiên là vị Việt Quất chua ngọt nè. Thứ hai là vị soda kem thơm béo nè. Thứ ba là vị cam ngọt ngào nè. Và cuối cùng là vị saxi thơm nồng nè. Mỗi cố vấn lên lựa chọn một bạn. Chúng ta sẽ cùng ăn một cái bánh. Và cặp nào ăn được cái bánh ngắn nhất, cặp đó chiến thắng. Nãy giờ Phương Ly đói, em có muốn lên mở màn không? Để em. Phương Ly. Số 2 ạ. Mời bạn số 2 này nha. Ưu tiên cho Phương Ly chọn vị luôn. Ly ơi, chọn Việt Quất đi. Đồng ý chị luôn, em chọn màu tím ạ. Chọn Việt Quất chua ngọt nha. Dạ. Mời hai em. Có bánh á. Hai bạn ăn làm sao mà cho cái bánh nó ngắn nhất. Ô kìa, không được đâu. Cái gì nữa? Bạn trai tương lai của em ghen chứ. Em vừa bảo màu xanh. Đi vào tương lai, lo xa. Anh ơi, có gì thì anh bỏ qua hôm nay nhá. Ăn nào. Hai bạn lên, có lên. Chết rồi. Có lên. Phương Ly. Đã được một mẩu này đây. Rồi, cảm ơn Phương Ly. Chương trình có ác quá không? Khi mà mời cả hai đứa đến xong bắt ăn như thế. Có vẻ như là chương trình hơi chia rẽ nội bộ. Có những cái mình có thể nhìn thẳng vào, nhưng có những cái mình nên quay đi nhá. Lần này sẽ chăm chú nhìn, mở to mắt nhìn. Tôi lỡ rồi, lên luôn. Thôi, cho bạn thứ tư đi. Vị gì? Màu xanh để hy vọng cho em mình nhá. Đây là vị soda kem thơm béo nhá. Để xem bánh như nào. Ôi, mình ơi, sao dài thế mình ơi. Này Quyên ơi, thế ăn như nào? Ôi. Mời Quyên. Ăn xong cái này là tập thể dục một buổi luôn. Cổ vũ đi. Chua. Chua. Cố lên. Sắp rồi. ngắn thôi. Mình chỉ một đoạn thế này thôi đấy. Bên kia nó chỉ có một mẩu thế này thôi. Cố lên. No, no. Không biết đội nào thắng mà chắc chắn đội này thua rồi đấy. Thế mà dài thế. Cảm ơn sự công hiến của Huyên cho chương trình. Đỉnh quá chị ơi. Tú, em sẽ chọn màu đỏ vị sát sĩ. Em sẽ chọn bạn này. Mời thầy. Sát sĩ thơm nồng. Cái gì? Cái bánh này ăn tới ngày mai. Này cái của Ly ok nhất luôn đấy. Vâng, may thế. Mời bạn. Ngắn Hoan ơi. Rồi, giữ cho chặt nha. Trời ơi, ảnh còn kêu giữ cho chặt nha. Nào 2, 3. Đừng né chị ơi, đừng né. Né quá trời ạ. Cố lên. Dữ dội quá anh ơi. Tôi cứ tưởng đội Lệ Quyên sẽ về chót, ai ngờ. Đây. Ôi sao bạn lấy màu dài thế, màu tôi ngắn. Rồi, Lâm Bảo Châu, mời bạn. Đây chỉ còn mỗi vị cam ngọt ngào thôi. Hai người đàn ông ngọt ngào với nhau nào. Anh Thành ơi, thực sự là rất là khó. Cuộc đời em chưa giờ phải đứng chọn nam nhân bao giờ. Đấy. Anh hỏi em chứ dễ, em bảo em lên làm gì, đúng không? Phải khó chứ. Có khi nào là cái bánh tráng không? Hiểu anh. Anh cười tủm tỉm quá. Rồi xong. Cái này vừa tròn vừa vắn. Rồi hai anh em làm gì? Bây giờ sao? Ý là em còn hên quá hả? An đi. Chúng mình sẽ chơi hoàn thủ tì xem ai ngậm đấy trước nha. Hai người phải cùng vào lúc thôi chứ không có ai ngậm trước đâu. Không có vỡ ra đâu nha, vỡ ra là thua đấy. Trời ơi, khó thế. Cố lên. Bắt đầu. Ôi dồi ôi. Gì? Đứng im vào. Đứng im nhá, không sợ đâu, đánh cái lửa. Ôi, ôi, à! À! Thằng ơi, tiếp đi. Của em ngắn nhất. Giao ngắn được. Đúng rồi. Em có ăn rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp nữa, tiếp nữa. Ok. Cảm ơn các bạn. Qua một quá trình ăn bánh thì chúng ta cũng thấy được ít nhiều rồi. Bây giờ mình bàn đầu tiên về thầy nè. Mọi người thấy thầy sao ạ? Em sợ thầy. Sao vậy? Hồi xưa giờ em cũng là một người dạng dĩ đó, nhưng mà thầy quá trời dữ luôn. Người ta chơi game vì nữ chính ta phải quyết tâm chứ. Nhưng mà nhìn gần con mắt thầy là dữ dội lắm. Mắt bạn đẹp kiểu mà có kinh nghiệm rất là nhiều á. Và trời, rất là chủ động. Kinh nghiệm về đỡ bối rối chứ gì đâu. Mi đang cần chứ gì nữa. Nhiều khi bạn có chủ không anh? Thì có chủ, chuyện của người ta xui thôi. Thôi em cũng rất hy vọng là bạn độc thân. Phương Ly, em cũng nghĩ là anh ấy độc thân ạ. Tại vì giống như là Tú nói thì em cũng hy vọng là sẽ vào vòng trong để My có thể tiếp xúc nhiều hơn nữa. Em vẫn đang tò mò về bạn đấy. Trường hợp này đáng để vào trong. Chơi game với bạn xong em mới cảm thấy rất mãnh liệt. Châu thấy sao? Em thì lần này em sẽ giữ cái quan điểm đầu tiên của em là màu tím. Mời bạn. Dạ. Trời cười luôn. Quyên thấy sao? Thì Quyên lúc nãy cũng màu xanh ấy. Thế nhưng mà bạn ấy có vẻ khi tiếp xúc với Tú bạn không có ngại gì hết á. Tại vì nhiều khi người ta ở nước ngoài đen quá. Cũng vẫn chỉ vì là cái hành động của đôi khi bạn ấy hơi điệu điệu, làm chị hơi hoang mang. Thế nhưng mà thôi vẫn giữ quan điểm là màu xanh đi ha. Rồi. Mời khán giả. Wow. Thưa quý vị, đây là con số lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của Người Ấy Là Ai. 100%. Người số 2, Hệ Hột. Dù bạn này không phải là men đi chăng nữa thì cũng là một người khó tính. Thì phải dơ màu đi. Bạn này có vẻ như là giống cái típ người của My là kín đáo, hướng nội. Thế thôi nhưng mà dù sao thì cũng không có cái cơ sở lắm để mà nghĩ là bạn màu đỏ. Màu tím thì không thấy rồi đó. Vậy thì xanh à? Xanh. Châu. Cái này khó nha. Ừ khó mà. Trong đầu của em đang nghĩ kiểu chỉ có một màu đỏ rồi thì đánh ra là phải có 2 màu xanh và 2 màu tím. Chưa chắc, biết đâu lại là 3 xanh. Bạn cứ kiên định thôi. Em đang nghiêng về cái kiểu mà nó cân bằng. Thì em vẫn nghĩ là 2 bạn ngồi cùng là tím và 2 bạn bên ngoài bên này là màu xanh. Em cứ dơ quan không sao cả. Là 2 tím 2 xanh. Bạn này mà tím á? Ừ. Phương Ly. Em vẫn giữ ý kiến như vòng đầu của em. Tại vì xung quanh em toàn tím thôi. Nên là em cũng khá là tin vào cái linh cảm của em. Em vẫn giữ là màu tím ạ. Tú ơi. Em đã nói từ lúc đầu bạn ra đây bạn chỉ nhìn em thôi. Mỗi lần em nhìn bạn là bạn cười mỉm. Đó. Lúc bạn chơi với chị Ly nè, bạn là người chủ động. Nhưng mà trong cái cách chủ động của bạn, bạn không có ngại như là cái anh chơi chung với chị Châu. À chung chị hả? Dạ. Ừ. Cái cách anh này chơi á, cùng với những cái ánh mắt và những cái hành động á, thì em cảm thấy tím nhiều. Tím nhiều? Tím nhiều hơn là những cái màu còn lại. Quý vị thấy sao ạ? Anh số 3, thể dục thể thao làm sao? Không thể nào nói gì nữa rồi. Ừ, bạn này xanh rồi. Quá là đàn ông, chủ động. Kiểu mà hai người đàn ông chơi với nhau là mình thấy liền. Đúng. Cho nên là em nghĩ là bạn này độc thân. Ừ, chị nghĩ thế. Thôi, luôn độc thân luôn đi khỏi. Dạ, vâng, độc thân luôn đi ạ. Nhanh dữ gì? Tôi thấy đi. Quý vị sao ạ? Wow. 100% lần thứ hai. Số này quá thú vị. Chưa bao giờ tôi thấy hai số 100% xuất hiện trong cùng một chương trình. Và Hayden. Đứng gần bạn này á thì Quyên thấy bạn ấy rất tế nhị nhá. Bạn này sẽ là một người rất nhẹ nhàng, hài hước, cũng yêu chiều phụ nữ đấy nhá. Màu gì ạ? Thì bạn này cũng màu xanh thôi. Chị ơi, nãy giờ chị đón 3 xanh rồi đó. Ừ, thì chị bảo là hôm nay chị bắt mỗi bạn đỏ kia chuẩn rồi. Còn ngoài lại chị xanh hết thôi. Mà biết đâu, ví dụ như cái bạn thứ hai mà mọi người nói là bạn ấy tím thì bạn ấy cũng tím xanh. Châu sao? Em thì thấy bạn khá là thú vị. Ừ, bạn đáng yêu. Màu xanh. Xanh. Ly. Tại vì lúc nãy Tú nói là nhiều khi có thể là bạn ấy màu đỏ nữa. Em cũng hơi nghiêng về phía đấy một chút xíu. Thì thôi cho khác người tí em chọn màu đỏ. Em thì vẫn giữ quan điểm ban đầu cái bộ phim mà sắp viết ra đấy. Đó, là về đây với bạn gái lập nghiệp tại đây. Cái sự tế nhị đó. E dè với chị là tại vì bạn thấy bạn trai chị ở đây là một. Và bạn cũng sợ bạn gái của bạn ở nhà coi nữa. Cho nên là em nghĩ một cái người mà tinh tế, mà có một cái sự thanh lịch chừng mực như vậy thì là người phải có chủ rồi. Đó. Thôi rõ ràng cái nụ hồi nãy là xong cái thấy tôi nói không thì em cũng để màu đỏ. Ê, khán giả nghĩ sao ạ? Wow. Ủa có LGBT á? Tôi thấy mấy bạn bấm làm sao á. Thiệt tình. Thưa quý vị, ở cái vòng này ban cố vấn có muốn bảo vệ một ai đó trong 4 người này không? Phương Ly, em là bạn thân của My nè. 4 cái anh này mà em nghĩ là bạn em sẽ có khả năng loại thì em bảo vệ người đó. Anh đầu tiên ạ. Phương Ly muốn bảo vệ bạn Tim Nguyễn. Dạ. Minh Tú. Nhưng tại sao chị nghĩ là My sẽ loại anh đầu tiên? My là cung xử nữ ạ. Đôi khi My quyết định vội vàng hả? Đúng là quyết định hơi nhanh và hơi sẽ hơi khó tính. Nhưng mới đúng như cái những gì mà bạn ấy suy nghĩ là bạn ấy sẽ hoạch định là nói như vậy là như vậy. Đúng rồi, hơi cứng đầu. Thì anh ấy lại hơi điệu, em sợ là bạn em loại anh ấy mất. Rồi, Lệ Quyên, bạn có đồng ý bảo vệ hay không? Chứ thế bảo là bạn này là bạn cứ bị tím. Tâm ra em không quyết tâm cái vấn đề bảo vệ. Chứ còn bạn này nếu mà ngoài cái cảm giác đấy ra thì cũng có gì để nói hết. Bạn này dễ thương. Vậy mình bảo vệ đi chị. Ừ thì bạn này nếu mà loại cũng phí thật. Vẫn hy vọng bạn này xanh. Thế thôi bạn này ha. Bảo vệ bạn Tim Nguyễn. 2 phiếu. Lâm Bảo Châu, bạn có đồng ý bảo vệ hay không? Em đồng ý ạ. 3 phiếu. Em đồng ý ạ. Chúc mừng Tim Nguyễn. Mời bạn vào vòng trong. Người ấy là ai? Em hãy cho anh biết thêm một cái tên mà em cho là không phù hợp. Dạ, thì nãy giờ em đang nghiêng về anh Hiếu và Minh Tiến. Em có cảm giác là một hoặc hai là tím. Tại vì hồi nãy em với chị Ly có nháy với nhau. Là có một đoạn mà giới thiệu anh Hiếu á, là ở nhà hàng cái bông hoa hồng á. Và hai đứa kiểu thấy ra cái là rú, thích quá. Cái đấy thì em với My cũng ăn. Thì em thấy là vừa nãy anh ấy đập cái bông đấy, mà chứng tỏ có người quay cho anh ấy. Thì là một trong hai người sẽ rất thích đập cái bông hoa đấy. Mà anh ấy đập thì chứng tỏ anh là người thích hơn. Nên là... Đúng không? Trời ơi trời. Mà ở cái quán ăn đấy là quán ăn hẹn hò. Bọn em chơi với nhau cả 10 năm rồi mới dẫn nhau đi ra cái quán đấy. Đúng. Tại vì một chi tiết nữa, em nghĩ là nếu mà là người ở ngoài Bắc LGBT thì sẽ rất là khó để mà công khai với mọi người. Xem chương trình thì là chuyên môn người LGBT thì sẽ lên để come out. Nên em chọn anh Hiếu ạ. Dạ. Mời bạn vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện. Người ấy là ai? Như vậy thì trước khi bạn ấy trở lại, xin mọi người cho tôi một cái màu ạ. Của em thì Quyên thì vẫn xanh thôi. Em có được dơ 2 cái không ạ? Tím đỏ thì nó vẫn là tím. Ở sau mình tự nhiên lại thế này nhỉ? Sao mà Quyên là có thể vẫn nghĩ là xanh nhỉ? Mời bạn. Trời ơi, chiêu. Remix mới. Nếu bây giờ được cho một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày không vui. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ còn anh biết em luôn hằng yêu anh. Dù đường tình yêu muốn khó khăn nhân, từ khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây đừng nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây đừng chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Và nếu bây giờ em đây đừng nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới cảm ơn là bạn. ngày sau cuối. Em biết thì về mình đi. Em chào anh Trấn Thành, em chào mọi người ở trường phim ngày hôm nay. Em là Vũ Trung Hiếu. Từ nhỏ mình đã ý thức được cái giới tính của mình. Mình là người thuộc cộng đồng LGBT. Mình đã rất sợ hãi và phải giấu kín điều đó trong suốt gần 30 năm vừa qua. Sinh ra và lớn lên ở một gia đình khá là truyền thống ở Hà Nội, lại là con trưởng, cháu đích tôn, nên là mình đã luôn đặt cái trách nhiệm và vai trò của một người đàn ông trong gia đình. Nhiều người sẽ nghĩ là phải trải qua những cái khó khăn gì đó rất là lớn hay là gặp những cú sốc, nhưng thực sự chỉ là những điều đơn giản như là không được sống chính bản thân mình, luôn sống trong những lời nói dối. Điều đó cũng gặm nhấm bên trong tâm hồn của chúng ta. Và Hiếu đã quyết định dành rất nhiều thời gian để tập trung cho việc học hành ở nước ngoài và phát triển sự nghiệp, vì mình nghĩ đấy là một con đường duy nhất để mà có thể được xã hội công nhận và cũng như là gia đình mình công nhận. Cũng rất là may mắn sau khi mình đã có được những thành tựu nhất định, mình đã quyết định come out với gia đình, và bố mẹ mình cũng chỉ bảo là không quan trọng các con là ai, chỉ mong các con được hạnh phúc. Câu chuyện Kim kể thì bố mẹ em lại là cái người rất là cởi mở để mà đón nhận nó nhẹ nhàng hơn mình tưởng tượng. Thì anh thật sự muốn biết là bố mẹ em là người như thế nào? Thực sự là từ nhỏ đến lớn thì bố mẹ luôn kiểu ủng hộ em trên mọi thứ. Trong nhà có ba anh em nhưng mà bố mẹ lại để cho em là người con duy nhất để được đi du học, để có được nhiều trải nghiệm. Nói chung là mọi quyết định của em bố mẹ đều rất là ủng hộ. Cái ngày em nói ra mẹ có khóc hay là có buồn gì không? Mẹ em thì không, mà bố em lúc đấy thì khóc ạ. Khóc một xíu thôi, hơi kiểu buồn nhưng mà... Buồn xong chứ. Rồi, dạ vâng. Nhưng mà mẹ lại trấn an. Em hay nhờ. Em thân với mẹ nhiều hơn hả? Dạ vâng, em thân với mẹ nhiều hơn. Mẹ nói sao? Mọi người biết là thường bố mẹ mình hay có một cái giác quan gì đó. Mẹ bảo là ngày xưa mẹ cũng nghi rồi, nhưng mà mẹ không nói gì. Đó là mẹ đợi đến lúc mà con mình kiểu tự nói ra. Ra như này này, trong cuộc sống ấy, đôi khi chúng ta muốn để cho người khác hay những người xung quanh nhìn nhận được con người thật của chúng ta ấy. Không riêng gì cộng đồng LGBT và không riêng gì hoàn cảnh của em, ngay cả đối với cá nhân chị hay là rất nhiều những người khác trong xã hội này ấy, đôi khi họ muốn thể hiện một điều gì đó, họ luôn luôn bị hai từ ấy, gọi là định kiến của người khác. Người ta nghĩ gì nhỉ? Đương nhiên chuyện đó trong một chừng mực nào đấy ai cũng nghĩ đến và ai cũng cần phải lưu tâm đến. Về mặt tích cực ấy, thì nó cũng có một cái khuôn khổ để cho mình hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng ngược lại cái đó, nếu mà mình bị bó buộc quá vào cái điều đấy ấy, mình xong rồi mình cứ sống vì sợ, cái gì mình cũng sợ. Mình rất là mệt mỏi, như em thấy là em trải qua bao nhiêu năm tháng đúng không? Chả làm gì cả, mệt mỏi. Quan trọng là mình phải sống tốt, tự khắc cái năng lượng đấy nó lan tỏa thôi. Miễn là mình phải hạnh phúc. Cảm ơn chị ạ. Nhưng mà em cho chị hỏi cái. Lúc nãy chị ngoan cố chị rơi màu xanh nên thì chị cho em, cho chị hỏi là em màu tím, nhưng mà em màu xanh hay màu đỏ? Em vừa xanh vừa đỏ. Hả? Đang tìm hiểu một bạn ạ. Đang tìm hiểu là đang xanh với đỏ. Thế là chị sai rồi. Anh cũng chúc cho em sẽ có được những mối quan hệ tốt trong tương lai. Và rất là cảm ơn em đã đến đây với chương trình để chia sẻ một năng lượng tích cực. Em cảm ơn anh. Chúc em luôn hạnh phúc. Em cảm ơn chị, em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Có lời nói gì với bạn nữ chính của anh không? Thực ra em có chuẩn bị một món quà dành cho bạn nữ chính ngày hôm nay. Wow. Trời ơi. Ôi, ôi. Anh nghĩ món quà này anh và chị Quyên cũng muốn có. Em cũng muốn có. Em ơi, chị cũng thích. Em rất là ngưỡng mộ chương trình và đặc biệt là ngưỡng mộ những bạn nữ dám mạnh mẽ đến đây để tìm kiếm hạnh phúc của mình. Thì cưng quá. Wow. Anh có một sợi dây chuyền. Anh có thể đeo cho em được chứ? Trời, mọi người ơi, dễ thương quá. Đẹp quá. Em ơi, nó được làm bằng thứ kim loại gì trên đời này vậy? Dây chuyền này được làm bằng vàng Ý và kim cương ạ. Ước gì mình làm nữ chính à? Ước gì em cũng muốn làm nữ chính. Tôi làm MC bao nhiêu số rồi sao không phải tặng tôi? Tức quá, tức luôn thiệt. Ôi đẹp thế. Ôi bây giờ hot. Cảm ơn hẳn cái vòng trên cổ của em. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng gọi là cái sợi dây chuyền này có thể mang lại đến may mắn cho em trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình. Cảm ơn anh. Người ta thường nói là cứng rắn và tỏa sáng như kim cương, nhưng chính những người phụ nữ ngồi tại chiếc ghế này, họ còn xinh đẹp, mạnh mẽ và tỏa sáng hơn kim cương rất nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc mừng em và tôi cần vài phút để bình tĩnh lại. Vòng 3 sẽ trở lại sau. Thưa quý vị, vòng 3 đã trở lại và những chàng trai hiện nay đang còn 3 người. Ở vòng này chúng ta sẽ có những từ khóa được đưa ra và xin các khách mời hãy đặt câu hỏi liên quan đến hashtag mà thôi. Xin mời các khách mời ạ. Xin mời Tim Nguyễn. Hashtag là Tim. Mời các bạn đặt câu hỏi. Em yêu bằng trái tim hay bằng lý trí? Tất nhiên là trái tim. Tim hay là tím? Chắc chắn là không phải là tím. Ôi. Mạnh mẽ, nhưng vì sao nó là tim? Tim là tên của em và em yêu bằng trái tim, không bằng cái não. Không có tính toán, yêu là yêu hết lòng. Vậy trong tim của tim có bao nhiêu ngăn? Bao nhiêu ngăn hả? Một ngăn rất là to. Vì trái tim ta có 4 ngăn lận. Ta không có trả lời sinh học tao bà ơi. Vậy hả? Nếu tim cũng yêu một người mà cũng yêu bằng tim thì hai bạn không yêu bằng lý trí à? Em nghĩ là trái tim là quan trọng nhất, còn lý trí đến sau. Dễ thương, cảm ơn bạn. Mời Minh Tiến. Hashtag là vui khi buồn. Bạn là một người khá là mâu thuẫn đúng không? Dạ không ạ. Không á? Thật ra vui khi buồn có nghĩa là em thì là một người rất tích cực và trong cuộc sống sẽ luôn có nỗi buồn và niềm vui đan xen. Nhưng mà điều đáng sợ không phải nỗi buồn mà là khi chúng ta không có cảm xúc và trở nên vô cảm. Thế nên là kể cả khi có nỗi buồn đến thì hãy cứ nhẹ nhàng và đón nhận nó một cách tích cực. Nice. Có bao giờ em buồn khi vui không? Dạ có. Đấy là khi một người bạn khá thân của em, bạn ấy thì đi du học. Em cũng khá là buồn khi mà anh em không còn thời gian để gần gũi với nhau hơn, nói chuyện hơn. Nhưng mà em cũng vui vì bạn ấy có những cái trải nghiệm và hành trình mới. Bạn ấy có phải là người yêu cũ của em không? Không, một người anh em. Ok. Hết giờ. Cảm ơn em. May Hayden. Hashtag là equal. Hi Hayden. Hello. Yeah. Tại sao hashtag lại là equal? Well, equal là bình đẳng và bình đẳng là rất là quan trọng cho mình vì mình nghĩ bình đẳng giống như chơi bóng bàn. Chơi bập bênh. Yeah, hai người cùng coi và chơi, không có ai cao hơn ai. It's all about being equal in communication, equal in listening to each other, equal in respect, and most importantly, and then that's how you can get good harmony in a relationship too. So. Ví dụ như mà Hayden có một mối quan hệ với bạn gái, thì Hayden có kiểu cưng chiều và yêu cô ấy còn nhiều hơn cả bản thân mình không? Thì chẳng hạn bình đẳng trong việc nhà với cả phụ giúp đỡ lẫn nhau ấy, thì bạn có phải là người bình đẳng không? Yeah, well, I think you should be equal with whatever your strengths are. If you like to cook, then I'll help clean the dishes. So it's important, like, if you're busy, then I understand that. And then I'll try to look after you. Same thing, if I'm busy, then the same also. In Vietnam, people think that the wife is the god. So do you don't have to be so equal to raise your wife up? You should always love the other person you're with. When they're feeling bad, you raise them up. But also, if sometimes they're acting too confident, bring them back to earth too, right? Have that harmony. Yeah. Đúng rồi, dễ thương. Cảm ơn các bạn. Người ấy là ai? Nghĩa là làm một người đàn ông có thể làm được hết, có thể ok hết, nhưng mà chiều tùy lúc. Đúng rồi. Chứ lâu lâu đưa lên cao quá không được. Hay quá, dễ thương. Em gái vô giữa lòng anh chị. Chúng ta bàn về từng người nha. Bắt đầu. Đầu tiên là về Tim. Bạn này chỉ sợ tím thôi, không sợ gì hết, nói thiệt đấy. Châu thì sao, có thay đổi ý kiến không? Ra lúc đầu thì em vẫn giữ ý kiến mình ở tím, nhưng mà qua đến vòng này thì cái sự chắc chắn của bạn ý nói thì em cũng hơi bị lung lay một tí. Anh thấy bạn ấy xanh đấy. Nếu mà mình mà để cho bạn này tím thì My sẽ mất một cơ hội mà em thấy là bạn ấy rất là ok. Quyên cũng nói bạn xanh mà, nhưng mà Quyên nghi bạn sợ bạn tím. Mà cũng có một cái là từ đầu chương trình đến giờ em có quan sát thì bạn ấy cũng tương tác với My cũng không nhiều cho lắm. Ở cái cặp mắt nhìn nhau ấy, không được có nhiều bằng cái bạn nữa. Cũng nhiều đang có, anh ấy nhìn em rất là nhiều. Nhưng em để ý một điều là khi mà anh nhìn ấy, cái cặp mắt của anh ấy em cảm giác là đang cố thuyết phục là tôi màu xanh lá cây nè. Chứ không phải là kiểu nhìn một cách là có chủ đích, là kiểu theo một cách lãng mạn hay là như nào đấy. Dạ, em có cảm giác như vậy. Đấy, em biết là bạn em sẽ có cái ý nghĩ và tư tưởng như thế, thế nên là lúc nãy em đã phải bảo vệ bạn Tim. Nhưng mà đến vòng này thì em lại hơi ngả sang màu tím một chút xíu. Em thì em nghĩ bạn này không có tím, mà chỉ là bạn đó điệu. Nhưng mà em cảm thấy bạn này không thực sự là đến đây để mà tìm bạn gái. Em cảm thấy bạn này đỏ nhiều hơn là xanh, còn tím là em cảm thấy nó rất là ít. Rồi, người thứ hai đi, Minh Tiến. Rồi, giờ bạn lên nào. Minh Tiến thì sao ạ? Minh Tiến thì quyết đoán, mạnh mẽ. Hashtag của bạn Minh Tiến là vui khi buồn. Bạn này sẽ không phải là một người kiểu hoạt náo hay là vui tính đâu. Bạn ấy trầm tính, bạn đàn ông. Sao tôi cũng thấy bạn này đỏ ta? Em cứ thấy tím, em hiểu sao nữa. Tím hả? Thế á, bạn này không tím được bé ạ. Sao em thấy ai cũng tím? Hôm nay ai em cũng thấy có vai tím nha, trừ cái anh đầu tiên ra là em thấy là kiểu năng lượng nó rất là đàn ông luôn. Anh hiểu em đấy, ai cũng có một chút cái vai tím. Nếu mà mình nói có là có, nói không là không đấy. Thế á? Thật mà, có một chút thoang đấy. Nhưng mà bạn này không tím thế nào nhỉ? 100% bạn này không thể nào là tím được. Từ đầu chương trình em không cảm nhận thấy là bạn ấy rất là nhìn em. Nhìn em từ đầu đến cuối luôn đấy. Dạ, có nhìn em nhưng mà trong lòng em nó vẫn có một cái gợn thế. Cảm giác đó. Gợn thì thôi kệ đi, mình xem số phận nó như thế nào. Phương Ly có thấy tím không? Em không. Không mà. Em không thấy tím. Đúng không? Dạ. Ok, cũng được mà đúng không? Cũng ok đấy ạ. Ok, bạn này ok đấy. Em thì em nghĩ là bạn này không tím, bạn này xanh. Nhưng mà bạn này sợ, tại vì bạn đó bị chân chất quá nên là không biết là có hợp với My hay không. Chứ còn bạn này là mọi cái sự chú ý, ánh mắt, lời nói là dành cho My rất là nhiều. Nhưng mà đó, sợ là không hợp. Nhiều khi lại bù đắp được cho My. Tại vì những người đàn ông như thế người ta sẽ rất là ấm áp. Nãy My nói là My sẽ thích một người trẻ con và sẽ thú vị một chút xíu trong cuộc sống. Thì cái anh này sợ là không có cái điều đó. Rồi, tiếp tục Hayden. Thú vị, rất là thú vị. Anh này đáng yêu này, anh này sẽ hài hước. Tôi thì thấy là người đàn ông này thông minh thôi. Hay lắm nha. Người ta thông minh thì người ta sẽ biết cách làm mọi chuyện. Dạ. Và cái người thông minh thì thường là rất là hấp dẫn. Hấp dẫn chứ. Bạn này cũng ok đấy. Bạn này bạn đi có cái vẻ rất là vui vẻ mà hiền lành, thu hút, nhưng mà lại làm cho người ta cảm tình ấy. Em cũng rất là hấp dẫn bởi những người thông minh đấy. Kiểu thông minh nhưng mà không bị lanh chanh. Kiểu vậy. Cái gì đấy cũng vui. Kiểu vui vẻ. Kiểu đàn ông trưởng thành. Không có nói ra một cái câu mà đẹp lòng mọi người đâu. Rất thông minh để nghĩ ra một cách giải quyết, là lâu lâu cũng phải kéo bà xã xuống đất lại. Hay đấy. Mà ngọt ngào mà kiểu dễ thương. Bên cạnh này sẽ vui vẻ. Tú thích là người nào không? Nhưng mà sợ đỏ nhỉ? Mọi người nghĩ một cái người mà trải nghiệm nhiều như vậy, giỏi như vậy, biết cách trả lời như vậy thì sợ. Nhưng mà ai biết được, nhiều khi đó là cái mình đoán thôi. Một cái em cũng lần đầu tiên em nghĩ là anh ấy màu xanh. Nhưng mà cái hashtag của anh là equal. Thì cái từ equal nó rất là kiểu phổ biến trong giới LGBT ấy. Là cái từ equal, cái từ bình đẳng giới, em thấy là người ta sẽ chú trọng cái vấn đề đấy rất là nhiều. Cái đó là một. Cái thứ hai, cái từ equal nó sẽ xảy ra khi một người đã in relationship lâu. Thì người ta muốn luôn luôn là cái gì nó cũng phải bình đẳng chút xíu để dễ nói chuyện với nhau. Nhiều khi anh quảng cáo thôi, quảng cáo là anh sẽ rất là tôn trọng và bình đẳng với em. Rồi xong bây giờ cho tôi một lời khuyên cho bạn ấy, một điển hình thôi. Rồi, tôi đến 3 nhá. 3. Thôi bạn này đi. 2 1. Dơ lên nào. Nghĩ bạn này nè. Bạn mà mình bảo hộ. Rồi. Em cũng nghĩ vậy. 2 Châu. Trường Phu Thê. 2 Hayden, 2 Tim. Mời em về suy nghĩ. Chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa để biết được các bạn ấy có thật sự muốn đến đây vì cô gái này hay không. Mời các bạn trở lại. Đây là lời nói mà các bạn ấy muốn nói với My. Hãy lắng nghe. Mời Tim. Hello em. Anh không phải là artist, không có thể vẽ cho em một cái bức tranh hứa hẹn chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh thực tế hơn chút xíu. Nếu mà có được cơ hội để đi cùng em thì anh muốn là chậm và chắc. Mình có nhiều thời gian mà. Anh ở đây mà. Dễ thương quá hả? Mời Minh Tiến. Chào em. Nãy giờ đứng ở đây thì anh cảm nhận được cái năng lượng tích cực của em. Thật ra thì bản thân anh là một người cũng rất tích cực. Anh thì luôn quan niệm là bất cứ điều gì đến thì đều có lý do của nó. Thật sự gặp em anh rất bất ngờ, bởi vì hầu như trong tháng này tối nào cũng nghe bài hát của em. Đấy là bài Và Ngày Nào Đó. Có lẽ so với những người đàn ông ở đây thì anh chưa phải người hoàn hảo nhất, nhưng mà anh tin là anh sẽ mang lại những cái trải nghiệm thú vị nhất dành cho em. Hãy tin anh. Dễ thương à. Trời đất ơi, chết tôi. Hayden. Chào em, anh tên là Hayden. If you choose me, then what I would do is treat you with respect. I'm not perfect, I'll be honest. I don't think two people need to be in a relationship. The most important thing is that we listen to each other and we care for her. So now em chọn anh sẽ nghe em, hiểu em và làm việc really hard to give you the life you deserve. À, dễ thương à. Dễ thương. Ê, tôi chưa bao giờ tôi nghe mà ba cái lời nói đều dễ thương như vậy. Đều nghe rất là chân thành. Mỗi người mỗi kiểu ha. Tôi đã khó quá rồi, quý vị bình chọn giùm tôi coi. Trời ơi, ba cái con số nó cũng ngang ngửa nhau như... Oh my God. Khó thật ấy. Em ạ, hôm nay 007 Flower cũng làm khó em luôn. Cũng hoa đủ màu. Anh thì anh nghĩ như thế này, cũng như bài em hát. Thử vào ngày nào đó em đừng suy nghĩ nữa, đừng lý trí nữa. Thả lỏng cơ thể ra. Thích người nào, tự cho mình một cơ hội để tìm hiểu. Bước vào một thế giới hoàn toàn mới, cho mình một trải nghiệm mới. Trao bó hoa cho người đó. Ngày hôm nay em rất là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây, và ngày hôm nay đã cho em được cảm giác là em một cô gái rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Và em muốn nói với mọi người rằng là ngày hôm nay em chọn ai thì em mong rằng là mọi người hãy biết rằng là em rất là trân trọng tất cả mọi người đứng ở đây với em ngày hôm nay ạ. Em xin phép là nếu mà em có chọn đúng hay không á, mạo hiểm lên. Thích ai thì chọn cái đó. Cùng mấy em thích ai? Em nghĩ là ngày hôm nay dù em chọn như nào em cũng sẽ rất là vui. Và nếu mà em với lại cái người mà em chọn không thành đôi thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Giải trí thả ga chỉ với 69k và tận hưởng trọn vẹn đặc quyền hấp dẫn khi đăng ký gói VIP trên siêu ứng dụng giải trí VieON. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại bạn Tim trước. Theo mọi người thì Tim màu gì? Em thấy anh Tim hơi có LGBT một chút xíu. Một chút xíu thôi ạ, tại vì là thường thì những người mà hơi trau chút ngoại hình ấy thì em sẽ có cảm giác như vậy về người đó. Nên là em sẽ chọn anh là LGBT. mời mọi người. Bạn này là bạn gần như là duy nhất mình cảm thấy một tím, thì thôi mình để một tím. Nhiều tím quá. Tôi theo team Minh Tú nha. Xin mời. Em thích hay là yêu còn chưa biết, thật tình em không thấy hay. Người như trên máy bay độ cao chỉ có mình em mới hiểu, nhịp tim đập nhanh còn hơn hỏa lực. Anh nói anh yêu giọng ca của em á, còn em yêu chiếc môi của anh. Thời gian anh có không ngày mai để em ở trước nhà em đi, có đây giấc phone của em. Không chỉ sau 933 à thôi không cho anh nữa. Phone em yêu đây đây cho em địa treo anh thôi đó. Không yêu hay yêu, không yêu hay yêu, không yêu hay yêu đấy. Insta hay Facebook càng không em cho anh này. Anh chẳng ngọt nhau mà vỡ tung hai ta, nhưng ngón tay đang nhau mình múa trên bông bay. Trái tim màu hồng chỉ muốn yêu thật lòng. Thôi đi anh ơi, còn em sẽ làm cừu. Xoay thêm bao nhiêu lâu thì bọn mình cũng không quen nhau đâu, bọn mình chỉ muốn Xin mời các bạn giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, em tên là Sang Hiện, em đang sống ở California. Hôm nay em đến với chương trình là muốn giới thiệu với mọi người người yêu của em là bạn Tim. Hello mọi người, mình là Tim. Đây là bộ mình Sang. Sao cái câu bộ nó hơi dấp vậy? Đứng trên này rung, nhảy xong. Hai bạn là quen nhau bao lâu rồi? Tụi em thì quen nhau được 7 năm rồi. Wow. Thật ra thì khi mà về Việt Nam thì em chỉ về được 1 năm thôi. Có cái gọi là cái... Sao em đứng đây em run quá anh Thành ơi. Gì mà run dữ vậy, có ai làm gì mấy người đâu. Vì đây là lần đầu tiên mà em công khai người yêu á, nên là em rất là... Wow. 7 năm. Ok, bình tĩnh. Là hai người gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở một cái tiệm phở bên Cali gần Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ, ok. Thực ra thì tụi em gặp nhau ở một cái tiệm phở ở quận Cam, California. Thì ban đầu là Tim là khách vào ăn, thì em cũng nhìn là Tim, em nhận ra tại vì Tim là ngày xưa là giáo viên dạy tiếng Anh. Thì em cũng vẽ Facebook, thì tụi em bắt đầu nói chuyện và cũng hẹn hò sau này. Tôi chưa tin, giờ hung cái mới tin, bây giờ tới đây ai phải hung cái tôi mới tin. Đúng rồi. Mình có một cái là không có thích public display of affection. Tại vì thật ra thì Tim với em rất là mắc cỡ. Thường em ít khi mà chia sẻ mối quan hệ lên trên mạng xã hội. Tại sao em đến đây? Em sợ chia sẻ, sao em đến đây? Tại vì hôm qua là sinh nhật em muốn kỷ niệm hôm nay là một cái ngày mà tụi em come out luôn. Wow. Thiệt hả? Dạ, không thiệt. Twist đúng không? Dạ thiệt ạ. Minh Tú chưa chịu nó kìa. Anh thì em nghĩ anh Tím thì cũng có thể đó. Nhưng mà anh này, em thấy nãy anh táp em dữ lắm hả? Tại vì cái bánh đó, anh rất là thích ăn cái bánh đó. Bánh nó ngon. Ôi trời ơi, mình là một người bắt Tím không đúng. Nhưng mà bạn này duy nhất mình cảm thấy Tím đó. Và Tím thiệt. Ok. Không, thực ra thì bạn trai của em mà nói Tím là Tím, nói hổng Tím cũng là hổng Tím. Tại vì bạn ấy có cái sự nam tính ở trong người và rất là. Bây giờ em không có nam tính hả? Không không. Anh không dám bàn về em. Thì cái người này á là người ta có cái sự trưởng thành ở trong người, cho nên cái cách anh nói chuyện thì thí dụ như mình nói ở ngoài đời có những cái người đàn ông người ta như vậy, người ta điệu điệu chút xíu. Yeah. Nói chung đây mới là một sự thú vị của chương trình. Vì sao tụi em chọn chương trình là cái nơi để tụi em đến đây để nói ra cái điều này mà không phải là ở chỗ khác? Thật ra thì khi mà em quen với lại Tim á thì cũng có nhiều cái điều mà tụi em không có biết. Ví dụ như là em không biết Tim màu gì. Tại vì nếu mà màu gì thì bây giờ anh hỏi Tim đi, chứ thật ra em mới về nước, em đến chương trình là để gặp bạn bè thôi. Thì em mới biết Tim cũng mới trong vòng mấy tiếng đồng hồ nay rồi. Còn lại là em không biết gì hết. Hồi đó hả? Yeah. Không có tiếng. Trời ơi. Tú giỏi quá. May quá chị đã thú nhận là chị bắt Tím kém. Hồi nãy em tin tại hai người nắm tay gì nè. Nắm tay chặt. Quyên à, Quyên vui mừng hơi sớm đấy. Xin mời người đằng sau màn hình ạ. Ủa có không? Có không? Đâu có đâu. Ủa là đâu nữa hả? Gì nữa đây? Bè nữa. Nãy tôi nói ông chân thành lắm, bây giờ thấy ông xạo. Ở nhà hả hay sao? Ở nhà. Tại vì mới sinh baby. Trời đất. Wow. Yeah. Chị nói thiệt nè, thực sự là nhìn em thì đấy, mọi người nói là Thành nói rất là đúng và bọn chị có cảm nhận như vậy. Như là nếu mà nhìn em cũng hơi có cái gì đấy hơi tím tím thì nó cũng vẫn cũng có tím. Mà nhìn em đàn ông thì cũng vẫn cứ đàn ông. Có thể là theo cái kiểu đàn ông mình nghiêng nhiều hơn. Chỉ chẳng qua là có thể là em mịn màng, kiểu nhẵn nhụi, kiểu chỉn chu quá. Không, mà thật sự ra nếu mà nói bạn Tím là nhiều người tin lắm. Dạ, lúc mà về Việt Nam đến giờ là chắc mấy ngàn người. Đấy. Cái cô kia làm sao biết bạn không tím mà dính bạn vậy? Cái cô ở nhà mà có baby ấy. À, thì cô ấy là một người bạn lâu năm rồi. Nếu mà nhìn thẳng vậy thôi á, không có làm cái hành động gì á, thì cứ nghĩ mình là nhìn như vậy. Nhưng mà thấy cái cách mình cư xử với lại mọi người, bạn bè đó, thì nói là mình không phải là như vậy. Mà bạn có phải là như vậy không? Dạ không. Không chấp nhận à? Em bé được bao nhiêu tháng rồi? Em bé 6 tuần rồi. 6 Tên tuần. Là Bobo. Bạn quen bạn ấy được bao nhiêu năm? Biết nhau chắc được 7-8 năm rồi. Nhưng mà chính thức quen là chắc tầm 2 năm á. Có thể hơn xíu. Ok, vì sao bạn đến chương trình này? Cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Mình muốn lên một chương trình trước khi mình già. Ok, nói chung là bạn quá thú vị rồi. Thì bây giờ trước khi chia tay có nói chuyện gì với là nữ chính của tôi không á? Nữ chính rất là đẹp, dễ thương. Em có muốn nói gì với bạn không? Em rất là bất ngờ tại vì ngay từ đầu em rất là xin lỗi anh, em cũng chọn anh màu tím. Nhưng mà thực sự bây giờ đã biết anh đã có chủ rồi và còn có baby khoảng vài tuần thôi nữa thì em rất là vui. Em rất là vui cho anh cũng như là cho chị ở nhà. Nên là em chúc mọi người sẽ luôn luôn hạnh phúc. Thank you em. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Người ấy là ai? Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ người thứ hai, đó là Minh Tiến. Thì Minh Tiến màu gì? Màu xanh. Xanh. Chắc chắn phải là xanh thôi. Minh Tiến là quá thích Thảo My luôn. Minh Tiến tím hả? Em cứ có gợn gợn trong người em. My cứ làm những gì My cho là đúng. Yeah. Mời Tiến. Doesn't make me không suốt đời. Vậy sao những phút giây ấy nay đã xa tầm tay anh hơn? Vội vàng anh quên em không buồn, vội vàng lấy vòng tay không níu. Tình yêu đó anh cứ nghĩ đến những sai lầm của ai ta. Điều trong phút cho anh tiếc chi, điều trong vài giây anh suy nghĩ. Vì rằng anh vô tâm anh đã trao ai tiếng yêu. Rồi từng giọt từng giây trôi qua tim em vỡ nát. Hãy nói cho em một câu vì sao ta đã mất nhau từ đây. Là vì anh do anh dối gian, hay vì em đang nghĩ đến đánh mất tiếc nuối làm gì? Những điều làm chỉ cuộc tình gian dối. Yêu đôi khi giống như tan mơ, yêu đôi khi đùa vui, yêu đôi khi chẳng quan tâm chi, chỉ yêu là yêu. That's how we love. Xa nhau anh mới thấy trong vòng, xa nhau anh vẫn đau, xa nhau anh vẫn nhớ đến em ngày xưa. Alright. Đẹp quá. Thưa quý vị, theo tôi đây là một trong những màn come out mà đẹp nhất Người Ấy Là Ai. Thật đấy. Lệ Quyên nhìn vào và cứ nghĩ là phải chỉ đây là tiết mục live show của mình. Tôi về tôi bắt chiếc ấy nha. Quá đẹp luôn. Bài hát của Thảo My luôn. Em là ai? Mời em. Cho phép em gửi lời chào đến ban cố vấn, anh Trấn Thành cùng với toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Minh Tiến, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc chính của em thì làm sáng tạo nội dung. Ngoài ra thì em là huấn luyện viên đào tạo kỹ năng mềm thông qua những trải nghiệm thực tế theo mô hình quân đội. Thật ra thì trải qua một khoảng thời gian độc thân cũng khá lâu, khoảng gần 2 năm, thì em cũng cảm thấy mình bắt đầu mở lòng hơn và muốn tìm cho mình một mối quan hệ nghiêm túc. Em nghĩ gì về nữ chính của tôi? Cảm nhận của em thì bạn ấy là một cô gái rất là cá tính. Em có thể cảm nhận được cái năng lượng của bạn ấy. Nhưng mà sâu trong đấy thì rất là nội tâm. Có thể là do ở sân khấu này khiến em hơi hồi hộp, nên là cái gì em thể hiện nó không được như em mong đợi. Không phải là những gì em thể hiện không như em mong đợi đâu. Có thể là một cái gì đó mà hai em chưa có chạm được tới nhau. Đúng rồi ạ. Ok, trước khi chia tay với chương trình thì hãy nói gì đó với My đi. Chào My, lại là anh đây. Thật sự thì anh không hiểu sao em lại cảm thấy anh có màu tím. Không hiểu, chị cũng không hiểu mãi. Anh thì có quan niệm thế này, bất cứ điều gì xảy ra hay là bất cứ người nào mình gặp thì sẽ đều có lý do của nó. Và anh nghĩ cái việc anh gặp em ngày hôm nay cũng vậy. Anh không biết bạn Hayden phía sau là màu gì. Nếu như em chọn sai thì anh vẫn sẽ ở đây chờ em. Wow. Miami là cánh mắt bạn ấy cực dễ thương mà nhìn em hoài vậy đó, chắc đúng em đúng gu của bạn ấy thiệt. Nhưng mà đúng là My rất bối rối và chị nghĩ rằng là bản thân chị lúc đấy nếu mà là người chọn chị cũng không biết chọn như thế nào. Đôi khi thì mình thiên về cái cảm tính một tí. Thế nhưng mà đấy thì bạn ấy cũng đã nói rồi thì thôi thì cũng chúc là bạn mà em lựa chọn sẽ là màu xanh và hai em sẽ chọn đúng nhau. Nếu không thì ra nhà xe hả? Thực sự em cũng muốn nói là không phải do em thích ai hay là như nào hơn cả, tại vì hôm nay chương trình rất chơi khó em luôn ấy. Tại vì từ xưa đến giờ những cái thứ em nghe, những thứ em học nó phần lớn nó là tiếng Anh, nên là em nghĩ rằng là em có thể nói chuyện với anh Hayden nhiều hơn. Cũng không phải là do em không thích anh thì ở đây. Em nghĩ là trong cái moment đó em đã có cái connection với cả anh Hayden hơn, nên là who knows. Nhà con mình muốn bao nhiêu thôi. Mình sao đâu, mình sửa đó thôi. Ok, thế thôi nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình trước nhá. Còn em có quay lại với chương trình không để chuyện của em nhá. Chào em. Ca này cũng dễ thương đấy. Dễ thương ạ, rất dễ thương. Chân thật đấy. Bây giờ xem cái ca này có đúng không nhá. Cái thuốc có hậu thế nào? Nãy giờ chỉ mới một độc thân anh. Biết đâu chương trình chỉ có đúng một độc thân thôi. Vậy thì ác với mày quá anh. Không hiểu tại sao cảm giác của chị bạn này độc thân nha. Ừ. Màu gì? Em phân tích theo khoa học thì phải hai xanh. Ừ, theo khoa học đấy. Theo Châu mà toán học đi đấy. Xin mời. Trường Tương Tư phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON. Giờ này anh đã biết em rồi đấy, biết lắm em rồi đấy. Chẳng trách như là anh mới đau đến đêm này. Bài này chỉ có mỗi em mà thôi, với mỗi em mà thôi. Thế nên em hãy nói là người cũng yêu anh rồi. Đi cùng em qua bao góc ngã tư đường, nhìn xung quanh ai ai cũng có người thương. Tay cầm tay môi hôn đã biết bao ngày, mà sao chưa một lần nói yêu. Hình như đã biết yêu rồi đúng không? Làm sao có thể nói ra hết những tâm tư trong lòng. Đến với anh nào baby, điều gì khiến trái tim còn nghĩ suy. Nên là em đang chơi đùa với anh. Thì giờ này em đã thích anh rồi đấy, biết đã mong rồi đấy. Chắc chắn như là đây tiếng nơi cao tước đến ngày. Mà ngày nào chỉ có mỗi em mà thôi, với mỗi em mà thôi. Thế nên em hãy nói là người cũng yêu anh rồi. Chẳng anh mắt môi môi em say đắm cả người tới. I love you so. Thế nên anh sẽ đón chờ. How I love you, I'm not gonna change. Giờ này anh đã thích em rồi đấy, biết đã mong rồi đấy. Chân trong yêu là đây, tình nơi đau đớn đến đây. Anh vẫn chỉ có mỗi anh mà thôi, với mỗi anh mà thôi. Thế nên anh hãy nói rằng người cũng yêu anh. Em rồi đấy, biết nhau mong rồi đấy. Chẳng trách wow. Em đã đến đời này chỉ có mỗi anh mà thôi, với mỗi em mà thôi. Thế nên em hãy nói là người cũng yêu anh rồi. Câu chuyện với cái bộ phim đó đó. Sao nãy em nói độc thân? Thì em tính theo phép loại trừ thôi. Em hy vọng. Ok, bạn là ai? Hello, I'm Hayden. It's nice to meet everyone. Vì sao bạn đến Việt Nam? I came here because originally I came for a holiday with my wife. Wow! And then we loved it so much we decided to start a business together and stay here. So. Yeah. Mà bạn có work ở đây không? Yeah, I have a company here too. So. So do you bring your wife here? Yeah, she's here too. Hello, chào em. Wow, 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 wow. Em giới thiệu một chút về mình đi. Xin chào anh Trấn Thành, ban cố vấn và bạn nữ chính. Em tên là Hannah. Và em là vợ của anh Hayden. Hai bạn lấy nhau bao lâu rồi? Bọn em vừa cưới được 2 tháng trước ạ. Oh, congrats. Em gặp bạn ấy ở đâu? Tình cờ một ngày Chủ nhật em đang ở nhà. Thế là em nhận một cái tin nhắn ở trên Instagram. Anh ấy nhắn cho em kêu là chào em, ngày Chủ nhật của em hôm nay thế nào? Nhưng mà lúc đầu em chưa có nhắn tin trả lời anh ấy luôn. Nhưng mà sau cứ nhìn story của nhau, thế là tình cờ có một cơ hội nói chuyện. Ngày xưa chị Lệ Quyên cũng nhìn story của nhau và quen nhau đấy em ạ. Ừ. Bây giờ là thời Gen Z đúng không? Đấy. Toàn online hết rồi. Và lúc đó là bọn em đang ở bên Anh. Em để ý cái gì của cô ấy mà em nhắn tin cho cô ấy vậy? I don't know, I just think it's destiny. I was just on Instagram and then I saw... Where you started to focus on her? Well, I sent her a message and then she didn't reply, but she followed me. And I saw her watching my stories. I'm like, what's going on? So then I sent her another message a month later. Rồi. Ai vô coi mình biết, em ơi. Tức dễ sợ sao không trả lời mà đi lướt của người ta kia, ta biết, ta bắt bài. Thế chồng em là một người như thế nào trong mắt của em? Đối với em thì anh ấy là một người mà luôn mang lại cho em cái sự ấm áp. Anh ấy lúc nào cũng tin ở em. Ngay cả những cái phút mà em không tin là em có thể làm được, anh ấy lúc nào cũng nói là anh biết là em có khả năng làm được, anh tin ở em. Yeah. Vững chắc cho em luôn hả? Yeah. Ừ. Vì sao em muốn anh ấy đến với chương trình vậy? Thực ra bọn em về Việt Nam tổ chức đám cưới vừa 2 tháng trước. Thế là bọn em nghĩ là đây là một cơ hội để làm một cái gì đó kỷ niệm cùng với nhau. Yeah. Và cũng muốn truyền lửa đến tất cả các bạn nữ ngoài kia, những ai mà đang còn độc thân. Trước khi em quen anh Hayden thì em lúc nào cũng chờ mong là sẽ có một chàng hoàng tử đến và mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho mình. Nhưng mà sau khi quen anh Hayden thì em phát hiện ra là anh ấy dạy cho em cách là em tự biết là mình hạnh phúc. Thay vì là cái hạnh phúc vay mượn, nhưng mà anh ấy sẽ đến cuộc đời với em và mình cùng mang giá trị cho nhau. Do you have some words for her? Anh xin lỗi. I'm very sorry. At the start of the day, my wife said, play to win, and I always listen to her. Okay. Yeah, that's right. You have two eye contact at the beginning. You know, you're watching her just like, come on, come to me, come to me, come to me. You know, and the second one, when she give you the flowers, I'm like, so you sorry. Have eye contact. No. Sorry. But I guess one advice I have for you is, when you look for someone, because you're an amazing girl, there'll be many guys who maybe message you, maybe send you a DM, so maybe be open to it too. But when you look for someone, don't look for someone that you want. Look for someone that you need. An example is when you start dating, you're looking for things you have in common, but sometimes it's better to have things not in common with the other person. Example, I'm very disorganized, she's very organized. I'm very chill, she's very like perfectionist, wants everything straight away. But then the great thing about that is that her strengths are my weaknesses and vice versa too. So I'm sure many people will message you and be open to a DM. You never know what can happen. Okay, should we like reply to one like right now? Yeah, if you, why not? I don't have my phone here. So. Okay, cảm ơn hai bạn đã đến đây rất là tích cực luôn. Chúc cho hai bạn luôn hạnh phúc nhé. Duy nhất một màu xanh dã man thế. Nó bảo rồi Tú à, có thương nhỉ. Mọi người suy nghĩ tích cực lên ạ. Ừ. Một người yêu ai Oh. À. Oh. Wow, sao Diệu đúng là hứa quá nhỉ? Vũ Thảo My, tôi cần biết cảm xúc của em lúc này. Thực sự em rất là bất ngờ khi mà anh quay trở lại từ đây. Ngày hôm nay đã cho em rất là nhiều cảm xúc ạ. Nhưng mà em nghĩ gì về anh ấy? Khi em biết được là anh cái màu xanh rồi thì tự nhiên mọi cái nghi ngờ về cái màu tím nó lại chuyển sang một cái sự gọi là mình cảm nhận được sự chân thành từ anh ấy, em cảm thấy như vậy. Dạ. Thế em muốn nói gì với mình ngay lúc này không? Trời, đứng gần đẹp trai. Đứng gần đẹp trai mà. Đẹp trai mà. Hồi nãy thì anh có hứa với em là nếu như em chọn sai thì anh sẽ vẫn đứng đây chờ em. Và anh vẫn đang ở đây để thực hiện lời hứa ấy. Anh nghe rất nhiều bài hát Và Ngày Nào Đó của em. Và anh nghĩ ngày đó chính là ngày hôm nay. Anh cũng nghe là em bảo là em hay bị stress bởi cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Thì anh cũng chỉ muốn nói là my English is not pretty good, but I will try to understand you by my heart. Em sẽ là cô giáo. Em ơi, em sẽ là cô giáo của anh chứ. Thực ra em ơi, lúc nãy bọn chị có e ngại vì cái sự điềm đạm của em ấy. Nhưng mà nằm sau cái vẻ điềm đạm và chừng mực, em là người quyết liệt ấy. Và em cũng là một người mà dám bộc lộ những điều em mong muốn. Chị nghĩ là qua cái chương trình này, chị nghĩ hy vọng là em sẽ bớt nghiêm túc đi một tí hả? Em yên tâm, ở đây chỉ là do chương trình khiến anh cảm thấy hồi hộp thôi. Okay. Đây chỉ là một khía cạnh của anh, em sẽ còn biết rất nhiều khía cạnh các thú vị của anh. Yên tâm. Chứ thì sao? Em yên tâm đi. Đây chỉ là chương trình khiến anh hồi hộp thôi. Để anh về anh làm cho em hồi hộp. Okay. Và xin mời bạn cố vấn lên chúc mừng cho họ nào. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn anh ạ. Chúc mừng. Cảm ơn chị. Rồi. Đừng đứng còn đẹp trai thật. Thưa quý vị, như vậy là cuối cùng thì kết thúc vẫn rất là tuyệt vời cho nữ chính của chúng tôi đêm nay. Và đây là một cái kết không thể đẹp hơn cho tập cuối cùng của Người Ấy Là Ai mùa 5, thưa quý vị. Để có thể đi được 5 mùa như thế này, đó là tất cả những tình cảm mà quý vị và các bạn đã dành cho chúng tôi. Xin được cảm ơn một lần nữa tất cả những sự quan tâm, những sự góp ý. Nhờ sự theo dõi đó chúng tôi mới có thể có đủ tự tin để có thể làm đến 5 mùa và sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn tiếp tục yêu thương, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại. Trời ơi, chưa gì nó nắm tay luôn rồi. Tôi sợ quá. Ủa anh vậy là nội tâm chưa? Tôi không biết nữa, tôi lo quá, tôi không biết nội tâm mình sao nữa, nhưng mà các bây giờ... Các chị tưởng các chị có kinh nghiệm lắm. Hướng nội đấy. Sai rồi. Tôi chỉ thấy là mọi thứ nó bị hồi hộp lẻ quá. Ê. Quý vị và các bạn đang theo dõi Người Ấy Là Ai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với VieChannel và VieON thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Phát sóng trên siêu ứng dụng giải trí VieON. VieON là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Và đừng quên tải ngay VieON để xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Và tvg.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Cảm ơn đơn vị đồng tài trợ của chương trình năm nay, nhãn hàng Mirinda. Mirinda ngon xoắn lưỡi, vui lên nha. Cảm ơn Adam Store đã tài trợ những bộ trang phục rất là đẹp cho các chàng trai. Và chúc cho Vũ Thảo My và Minh Tiến, hai bạn sẽ có thể tìm hiểu nhau để có gì ra tiếng xa hơn một chút. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.